coi lấy cái điện thoại của em anh. Lấy cái điện thoại của em. Đưa chút nữa là đưa mấy cái đồ tiếp tiếp vô cho chị. Mấy cái đồ quà đó và mấy cái đồ tiếp tiếp vô cho em. Chia sẻ giúp em nha anh chị, chia sẻ giúp em nha. Hôm nay em cố gắng em like sớm, tranh thủ em like sớm, em like cả ngày. Nên hôm nay em like hơi sớm, hàng về nhiều quá. Đấy, rồi lấy ra điện thoại kia đưa cho chị. Gọi chị á, điện thoại của mày hả? Nhanh lên. Chia sẻ giúp em nha anh chị, em tặng quà cho anh chị mình có lượt chia sẻ nha. Con lấy cái gì ta? Để tao bị lấy cái gì tặng cho. Chia sẻ giúp em nha anh chị, chia sẻ giúp em nha, em tặng quà cho anh chị mình có lượt chia sẻ nha. Em tặng quà nha anh chị, em tặng quà cho anh chị mình có lượt chia sẻ. Em tặng quà nha anh chị, em tặng cho anh chị mình có lượt chia sẻ và em tặng quà cho anh chị là mình đón trúng nha. Do của em á là chị chờ gửi bên Viettel á em. Do em không chịu nhận bên bưu điện á, chị chờ gửi bên Viettel nên gửi bên Viettel để chị coi kiểm tra app thử. Em chào chị Văn Lê nha, để chị kiểm tra app nha. Hàng hôm nay nhiều hàng đẹp lắm anh chị, hàng hôm nay VIP lắm, nhiều hàng đẹp tại vì em cui tới 4 tấn hàng. Hàng rất là nhiều luôn. Mộc cũng nhiều mà lam xưa cũng nhiều, hàng ngũ sắc cũng nhiều, nói chung là hàng độc lạ cũng nhiều. Cái gì cũng rất là nhiều. Chia sẻ 10 lần, cảm ơn đồ gốm tiễn nha, cảm ơn đồ gốm tiễn rất là nhiều. Em kiếm cái món gì xinh xinh em tặng cho anh chị mình, đầu like cho anh chị nào mình đón chút. Con đi theo cô chứ con đừng nhìn theo điện thoại nha. Con đi theo. Em kiếm cái món gì xinh xinh em tặng cho anh chị mình. Hồi nãy cái đo đó. Cái đo bắt cho mình. Bắt cho mình nha. Đây, em tặng một cái bình pháp lam đây cho anh chị mình nha. Đó, em tặng một cái bình pháp lam rất là xinh cho anh chị nào mình đón trúng nha anh chị. Anh chị nào mình có lượt chia sẻ và mình đón trúng nha. Tặng một cái bình pháp lam rất là xinh. Đây anh chị, đó. Một cái bình pháp lam rất là xinh nha. Tặng cho anh chị nào mình có lượt chia sẻ và mình đón trúng nha anh chị. Rồi. Đó để con ân kia. Mình có lượt chia sẻ và mình đón trúng nha. Hôm nay hàng nhiều nhiều lắm, em tranh thủ em like. Rồi anh chị mình đón luôn nha anh chị. Bây giờ anh chị mình đón nha. Đó, anh chị mình đón luôn. Giờ em tặng cái món quà này cho anh chị mình có lượt chia sẻ và anh chị mình đón trúng nha. Một cái bình đây anh chị đó, một cái bình pháp lam rất là xinh, không một chưa nha. À, làm một cái ly nước ấm thì 0102 99 chưa nha. 03 chưa. 04 chưa. Mấy anh chị mình đón luôn nha mấy anh chị, 05 chưa. 05. 07 chưa nha. 42 chị Văn Lê chưa. 08 chưa.
không chín chưa, 10 chưa, không chín anh Quang Minh, em chào anh Trần Quang Minh nha, 41, 49 chị Anh Lương, 40 chưa, 42 chưa nha, 11 chưa, 10 chưa, mấy anh chị mình chia sẻ giúp em nha, mấy anh chị chia sẻ giúp em nha, 12, 19 chưa, 13 chưa, 37 chị Văn Lê, 13 anh Quang Minh, 14 chưa nha, 15 chưa, 47 anh Quang Minh chưa, 16 chưa, 37 chị Oan chưa, 17 chưa, 44 chưa, 18 chưa, 20 chưa, 22 chưa, 30 chưa, 21 chưa, 23 chưa, 38 chưa, 25 chưa, 24 chưa nha, 26 chưa, 27 chưa, 19 chưa, 28 chưa, 29 chưa, 45 Bảo Gai chưa, 30 chưa, 33 chưa, 46 chưa, 32 chưa, 47 chưa nha, 35 chưa, 34 chưa, 36 chưa nha, 37 chưa, 38 chưa, 39 chưa, 48 chưa, 40 chưa, 49 chưa, 48 chưa, 51 chưa, 51 Bảo Gai chưa, 52 chưa, 55 chưa, 53 chưa, 53 chưa, 54, 54 chúc mừng đồ gốm tiễn nha, chúc mừng đồ gốm tiễn, 54 Bảo Gai lên mình bị sâu rồi, rồi chúc mừng đồ gốm tiễn nha, rất là chúc mừng đồ gốm tiễn, rồi Bảo Gai cũng gần xém trúng rồi, rồi bây giờ em bắt đầu em like nha mấy anh chị, em bắt đầu em like, em bắt đầu em like cho mấy anh chị mình nha, đây em lên đầu like nha. Rồi em chào anh Hiệp Đoan, chia sẻ giúp em dùm nha anh Hiệp Đoan. Rồi em cảm ơn mấy anh chị, cảm ơn cả nhà. Rồi em lên hai cái bát chú tiểu xưa nè anh chị, đó hai cái bát chú tiểu xưa nha, hai cái bát này đầu la em bán anh chị mình 40 ngàn. À hôm qua em khui hàng nhiều quá anh, mấy cái nhỏ nó chưa chụp á, hôm qua em khui tới 4 tấn hàng cái đuối, khi đứa nào cũng đuối hết. Dạ hôm qua em tập trung em khui tới 4 tấn hàng nên mấy đứa nhân viên đứa nào cũng bị đuối hết anh, chưa làm, hôm nay em tranh thủ em lên sớm rồi mấy đứa nhỏ nó tổng đơn nó chụp hình qua cho mình luôn. Rồi 40 ngàn anh chị, cho em mã lam 40 ngàn hai cái bát chú tiểu nha, cho em hai cái bát chú tiểu này mã lam rất là xinh luôn nha anh chị, mã lam 40 quá xinh luôn, 40 ngàn mã lam nha. Rồi mã lam nha anh chị, 40 ngàn. Đây một cái giỏ, một cái giỏ cô Tani có một cái hũ tanh luôn nè anh chị, đưa cái đó lại cho cô. Cái này em giờ em bán cho anh chị mình 45 ngàn, đây cho em mới hàng giùm em mã 45, 45k nha anh chị, cho em mã 45, một cái giỏ có một hũ tanh luôn, một cái giỏ cô Tani 45. Rồi ok, cảm ơn đồ gốm tiễn nha, cảm ơn em. Rồi một cái mọc nữa nè anh chị, đó một cái giỏ mọc xinh lắm, cái này em bán cho anh chị mình đầu like 30 ngàn, cho em mã 30, 30 anh chị, cho em mã 30 nha, 30 ngàn rất là xinh nha anh chị, cho em mã 30 chốt cho đồ gốm tiễn. Rồi cảm ơn đồ gốm tiễn nha. Rồi một cái ly cô Tani này, hai cái, ba cái, ba cái này đầu like bán anh chị mình 50 ngàn, cho em mã 50, rất là rỉ luôn nha anh chị, những cái món đầu like em bán siêu rỉ luôn. Mã
mấy mẫu còn là mấy mẫu nào ta anh Hạnh? Rồi cái này là 50.000 nha anh chị, cho em mã 50. 50.000 ba cái ly cotani cực đẹp luôn, ba cái ly cotani xưa nha, cho em mã 50 anh chị. Tủ sau lưng em dạ chưa lấy được đâu anh, đồ nó nhiều quá, chưa em chưa vô phía trong được này, từ ở trong ra ngoài chưa có vô được nha, nên anh chị mình thông cảm. 50.000 dạ có nha chị Hoa Trần, 50.000 cho em mã 50 anh chị. 50.000 à, thì nếu mà có thể em like được thì em like, còn không thì em gọi trực tiếp cho anh chị mình nha. 50.000 anh chị, 50.000 em chào Tôm Tôm nha. Em mới hàng rất là rỉa cho anh chị mình luôn mà sao giờ này. Rồi em lên đây anh chị, em lên gác đũa này, gác đũa xinh nha. Đó em lên gác đũa, 1, 2 cái gác đũa, 3, 4, 5, 6. Rồi 5 cái gác đũa con mèo anh chị, 5 cái gác đũa con mèo, 5 cái gác đũa con mèo em bán cho anh chị mình. 5 cái này với giá là 30.000, cho em mã 30. 5 cái gác đũa con mèo nha, 30.000, cho em mã 30 anh chị. 30.000 mã 30, em chào Lâu Kim nha. 30 chị chốt cho đồ bấm tiễn. Hàng hôm nay đẹp nhiều cực kỳ, nhiều mà rẻ nữa anh chị nha. 30 chị Anh Lương mình sao rồi, em chào chị Anh Lương nha. Chị Anh Lương, để em lấy cho chị Anh Lương một mã, em lấy cho chị Anh Lương một mã nha. Rồi đây, 1, 2, 3, 4. Rồi chị Anh Lương một mã này rất là đẹp nha chị, nên mã này nha. Rồi 30.000 nha chị. Hồi sốt mọi người ơi, cảm ơn cái đồ tiễn nha. Rồi hàng nhiều đẹp nhiều lắm, để từ từ em like cho anh chị mình. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Xa thật là xa. Dạ em cảm ơn anh Hiệp Đoan nha, ghi cái này cho chị On Lương. Rồi bây giờ em bắt đầu em like. Rồi cái này anh chị, đó em lên một cái ly của cái này là hàng của Âu nha anh chị nha. Rồi cái này em bán giá vàng hết nha, em bán rỉa cho anh chị mình 50.000, cho em mã 50. 50.000 một cái ly của Âu, giá vàng hết toàn bộ anh chị, cho em mã 50 nha. 50.000 mã 50, rất là nhiều hàng đẹp anh chị, hàng đẹp hàng thường gì cũng có nha. 50 em chốt cho chị Triệu này, cảm ơn chị Triệu nha. Mèo. Rồi cái này em bán cho anh chị mình một cái bình mọc cực đẹp luôn, 40.000, cho em mã 40. 40.000 anh chị, cực đẹp nha, cho em mã 40. Tôm Tôm mình sao nha, 40 mã 40. Hàng đẹp rất là nhiều anh chị nha, hàng đẹp cực nhiều luôn. 40 chốt cho chị Triệu này. Đó anh chị mình coi nè, cái này là một con rồng nổi luôn, một cái búa chiêu tài mọc nha, một cái búa chiêu tài mọc mà rồng nổi luôn nè anh chị. Em bán đầu la em bán 50.000 nha. Anh chị nào mình khách mới cập cho em rồi mình mới em mới đi đơn cho anh chị mình, em mới chốt nha anh chị mình, thông cảm giúp em nha. Cái này 50.000 quá rỉa luôn nè anh chị. 50 em chốt cho Hồng Vinh Nguyễn. Anh Hồng Vinh Nguyễn ơi, cập giúp em, bấm vô Hồng Vinh Nguyễn chỉ số tài khoản đi con. Cập giúp em 500.000 nha, 500.000 hoặc là ba, thấp nhất là 300.000 nha. Đơn của em thấp nhất là 300, nên anh cập giúp em 300.000 đi, rồi anh chốt tiếp, còn không là em chốt cho chị On Lương. Rồi hello. Rồi cái này 40.000 em bán siêu rỉ hôm nay. Em nói chung là em khui 4 tấn hàng và mấy trăm ký hàng, những cái hàng VIP nữa là thằng 4 tấn rưỡi gần 5 tấn hàng, nên hàng em rất là nhiều, nên em sẽ bán cái giá nó phải chăng cho anh chị mình. Mình mua mình chơi và mình bán nó cũng rất là ok nha. 40 em chốt cho anh Quang. Rồi anh gì đó, anh vui lòng, anh Hồng Vinh Nguyễn ơi, vui lòng cặp giúp em 500.000 hoặc là 300.000 nha, thấp nhất là 300, 500 hoặc là 300, rồi mình chốt tiếp.
rồi một cái hộp anh chị đó, đẹp quá. Đây anh chị, đó nha, một cái hộp cực đẹp luôn. Cái này em bán cho anh chị mình với giá là 120 cho em mã 120. 100 cho số tài khoản, cho số tài khoản anh Lau Kim luôn nha. Rồi em sẽ số điện thoại của Hồng Vinh Nguyễn rồi. Rồi cái này 120.000 anh chị, cho em mã 120. Rất là đẹp nha, cái này là hoa nổi to nha anh chị. 120.000 em chốt cho chị Triệu. Cảm ơn chị Triệu nhiều nha, em cảm ơn. Rồi. Đây, ba cái bát nè anh chị. Ba cái bát nha, ba cái bát này em bán 60.000 đi, bát to. Đầu like hôm nay, nói chung là hôm nay em bán cái giá nó. Rồi 60.000 cho em mã 60 anh chị, 60. Mã 60 nha, 60.000. 60.000 anh chị, ba cái bát to nha, 60 cho em mã 60. 60.000. Em chào Tôm Tôm, em chào chị Nguyễn Văn Anh nha. Em chào mấy anh chị. Rồi, cái này anh chị đó. Ba cái này em bán cho anh chị mình 60.000 cho em mã 0. Ô, này một cái bị lỗi bỏ đi. Rồi hai cái này 40.000 cho em mã 40 anh chị, 40 nha. Hai cái đĩa rất là đẹp nè anh chị, 40. Mã 40 nha anh chị, 40.000, rất là rẻ luôn. Cho em hai cái đó mã 40. 40.000 mã 40. Em chào anh Văn nha. Rồi, đây anh chị, đó em chào anh Khôi Nghĩa hai cái chén ngũ sắc nha, hai cái này 40 cho em mã 04. Hai cái chén ngũ sắc rất là đẹp cho em mã 04 anh chị. 04 nha. 04 hai cái chén ngũ sắc cực đẹp luôn cho em mã 04. 04 em chốt cho Hồng Vinh Nguyễn. Rồi hai cái đó, hai cái bát nè. Hồng Vinh Nguyễn chuyển khoản giúp em nha, chuyển xem chụp màn hình báo em nha. Rồi hai cái chú tiểu nè anh chị, hai cái chú tiểu, hai cái bát chú tiểu và hai cái đĩa chú tiểu nha. Bốn cái này em bán cho anh chị mình với giá là, đầu like em bán cho anh chị mình với giá là 100.000 cho em mã 100, cực rẻ luôn nha. Bốn món, hai cái bát và hai cái đĩa 100k cho em mã 100. Mã 100 nha anh chị, 100k quá rẻ luôn. Cho em mã 100 em chốt cho Hồng Anh Nghĩa. Rồi cái này là chén chấm, cái này còn nữa hả em. Rồi cái này em bán cho anh chị mình 5.000 đồng một cái chén chấm như vậy, cho em mã lên kèm số lượng. 5.000 đồng một cái nha, cho em mã lên kèm số lượng giúp em. Chia sẻ giúp em nha mấy anh chị, chia sẻ hôm nay ít lượt chia sẻ quá, do em like sớm quá. 5.000 đồng một cái cho em mã lên kèm số lượng nha. 5.000 em chốt cho chị Văn Anh. Em cảm ơn chị Văn Anh rất là nhiều nha, cảm ơn chị. Rồi em lên một cái ly xưa nè anh chị, đó hai cái con rùa giác vàng nha, chuyện đây em bán cái ly hai con rùa giác vàng này cho anh chị mình 20.000, siêu rẻ luôn. Cho em mã 20 anh chị, 20.000. Mã 20 em chốt cho chị On Lương 5 sạc 10. Cảm ơn chị On Lương nha. 20.000 một cái ly giác vàng. 20 chốt cho Tôm Tôm, chị On Lương mình sao. Tôm Tôm chuyển khoản giúp em nha, chuyển khoản giúp em. Con đưa cái viết cô ghi những cái danh sách mới, lấy một cái viết cô từ giấy cô ghi là ai chuyển khoản là cô biết luôn. Rồi Tôm Tôm vui lòng chuyển khoản giúp em nha, chuyển khoản cho em 500 hoặc là thấp nhất là 300 nha. Cái này em lên một cặp gia đình nè anh chị, đó một cặp ly phu thê gia đình này em bán 50.000 cho em mã 50. Ồ, Tôm Tôm khách cũ hả? Rồi ok ok em xin lỗi nha. 50.000 anh chị cho em mã 50. Mã 50 nha anh chị, 50.000. Mã 50. Ok anh Trần Nghĩa, chờ em một tí nha. Ông Tơ Bằng Nguyệt, chờ em một tí. Cho em mã 50 anh chị, 50.000. Hồi nãy là khách gì đó. Hồng Quỳnh Nguyễn chuyển khoản giúp em nha. Khách mới là em sẽ ghi riêng ra. Bên em có nhân viên sẽ rồi hai là ai nữa? Rồi ai nữa? C
xem ly rượu lau kim Trần Vinh Nguyễn nha, lau kim mình chuyển khoản giúp em mới chốt được nha. Rồi, dạ, ok, cái này, ba cái này em bán cho anh chị mình với giá là 60.000 cho em, mã 60. Một cái bát ngũ sắc, riêng một cái bát này cũng đã có 60.000 nha anh chị, hai cái này nữa cho em mã 60, quá rẻ luôn anh chị. 60.000 cho em mã 60. 60 em chốt cho chị Văn Anh Nguyễn nha. 60 chốt cho chị Văn Anh Nguyễn, Trịnh Nguyễn mình. Anh chị nào mình khách mới mình, ngay cả những anh chị mình khách cũ cũng vậy, nếu mà anh chị mình muốn làm đơn nhanh thì anh chị mình chuyển cho em rồi. Bên em tâm tối là mấy đứa nhỏ nó. Rồi cái này Tam Thái anh chị, Tam Thái nha. Đấy, cái này em bán cho anh chị mình 140.000, 20.000 một cái bát Tam Thái nha. 7 cái, 6 cái, 7 cái 140. Em chào anh Hiệp Đo. Cho em mã 140 nha anh chị, 140.000, 7 cái bát Tam Thái rất là đẹp luôn. 140. 140.000 em chốt cho Nguyễn Lộc. Nguyễn Lộc khách cũ mà, đúng không? Rồi em chốt cho Nguyễn Lộc, Nguyễn Lộc. Rồi cái này anh chị đó, 1 2 3 4. 4 cái này em bán cho anh chị mình 40.000, cho em mã 40. 4 cái ngôi nhà cực đẹp anh chị 40 nha. Cho em cái này mã 40. Dạ, rất là nhiều. Alo Hanh, alo Hanh chuyển cặp giúp em nha. Chuyển cặp giúp em thấp nhất là 300.000 nha anh chị. Ba này, alo Hanh. Anh chị nào mình chuyển khoản là em sẽ báo với em là em có nhân viên của em sẽ làm việc với anh chị nha. Rồi. Em chào chị Hoa Trần, em chào Na Châu nha. Rồi, em cảm ơn chị Nguyễn Văn Anh. Alo Hanh, nếu mà không chuyển cặp thì em sẽ chốt cái này cho chị Nguyễn Văn Anh. Rồi cái này anh chị, đó 1 2 3 4. Hôm nay là em bán cái giá cực rẻ nên anh chị mình vô mình xem hôm nay là. Ủa cái này giống như cái nếp chứ không phải vậy ta. Rồi cái này là hình như là cái nếp ghét, cái nếp ghét rồi nha, cái này là nếp ghét. Nhưng mà thôi em coi như là em bán 5 cái ly, em tặng cái bình cho anh chị mình nha. Em bán cái bộ này ngũ sắc nha anh chị, em bán cho anh chị mình bộ này 350, 5 cái ly này là 350, em tặng luôn một cái bình nhưng mà cũng cùng một bộ nó này nha anh chị, 350. Em cảm ơn chị Đăng Thanh. 350.000 quá rỉ luôn anh chị nha. Nhớ giùm em là cái nách là ghét nha. Nó cũng tùng một tông nhưng mà nó ghét. 350 em chốt cho chị Đức Rượu. Con ghi cái chỗ này là tặng đi nha. Con ghi cái bình là tặng đi. Cho. Hồng Vinh Nguyễn chuyển đồ 500 nha. Rồi Hồng Vinh Nguyễn chuyển 500 rồi, ok. Cặp 500. Rồi. Rồi cái này sơn mài hàng full hộp nha anh chị. Sơn mài hàng full hộp 5 ký tô. Nên cái tô, nên cái đĩa hàng phun hộp. Bộ này em bán cho anh chị mình. Bộ này em bán cho anh chị mình. Bộ này với giá là 230.000. Cho em mã 230 quá rỉ luôn anh chị. 230 nha. Một bộ 5 bộ như vậy là 230. Cho em mã 230. 230.000. Một bộ 5 hộp nha. Cho em mã 230 anh chị. Cái tô này là mình ăn phở nha. Mình ăn mì, mình ăn phở rất là to. Sơn mài của Nhật nó rất là đắt đỏ nha, sơn mài của Nhật họ quý lắm. 230 em chốt cho Na Châu, cực kỳ đẹp luôn, nhưng mình nhìn y như ngũ sắc luôn. Rồi chị Quân Anh mình sau nha chị. Rồi 1 2 3 4, 4 cái chén chấm 20.000 cho em mã 20. 20.000 mã 20, cả nhà mình sell hết nha. 20.000 cho em mã 20. Rồi 5 cái bát mọc. 5 cái bát này em bán cho anh chị mình 20, cả nhà mình sell hết rồi. 1 2 3 4 5. Đó. 5 cái này em bán cho anh chị mình với giá là 45.000 một cái bát mọc nha. Cho em, nếu anh chị nào mình lấy cho em mã 220. 220 năm cái bát mọc to đùng nha anh chị, cho em mã 220. Bát này rất là đẹp luôn này. Đó, mình ăn mì mình ăn phở vô tư nha. 220.000. Mã 2.
của 20 mình chưa nói hả ta? Khoan từ từ đó con. Từ từ từ. 20 đầu tiên là chị Oanh Lương mới tới chị Đăng Thanh. Rồi mà cả nhà mình kế tiếp nha. Cái này là 5 cái bát này là 220.000. Còn nếu mà anh chị mình không lấy hết 5 cái thì lên cho em mã 45 kèm số lượng giúp em nha cả nhà. 45 kèm số lượng giúp em. Rồi một cái bình ngũ sắc nha anh chị nha. Đây, mọc truyện mới chưa qua sử dụng. Em bán rỉa cho anh chị mình 150.000 một cái. Em thấy chị hoa trần nha, 150.000. Cái này em có, em khui hình như được 10 bình hay sao nha. Em bán rỉa cho anh chị mình 150.000. Một cái bình ngũ sắc chưa qua sử dụng nè anh chị. Rất là đẹp luôn, mọc truyện này. Bình này ngoài thị trường thấp nhất cũng phải 300 nha anh chị. 150.000 em chốt cho tôm tôm nè. Em chốt cho chị Văn Lê một cái bóc luôn nha. À 5 ngày mới. Rồi ok để em coi. Nhưng mà chắc là cũng gần tới rồi á chị tôm tôm. Tại vì bên em đi rất là nhanh, nhưng mà nhiều khi bên vận chuyển á, nên mấy anh chị mình thông cảm. Rồi em chốt cho chị Văn Lê một cái này, chị tôm tôm hai cái nha. Rồi em cảm ơn cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi hai cái bát chú Tiểu. Em chốt cho Hồng Vinh Nguyễn, cho chị Đức Triệu 2, cho chị Văn Anh 1. Rồi đây, đó hai cái bát chú Tiểu. Hai cái bát chú Tiểu này em bán cho anh chị mình 60. Mã 60 anh chị. 60.000 cho em mã 60 nha. 60. Hai cái bát chú Tiểu cực đẹp luôn anh chị, 60.000. 60 em chốt cho anh Quang. Em cảm ơn anh Quang nha. Em chào chị Ngọc Mai. Rồi cái này, bốn cái này hàng cực đẹp nhưng mà khui. Rồi hai cái này anh chị đó, hai cái này là còn nguyên nha. Còn nguyên, khui bị sự cố một chút tiếc quá. Rồi cái này là bị cái này một tí nha. Hai cái này nó bị lỗi nên em sẽ bán rỉa cho anh chị mình là hai cái này là với giá là 200. Và hai cái này là em lái rỉa cho anh chị mình nha. Anh chị nào mà lấy hết thì em tính hai cái này, em tính cho anh chị mình hai cái này là 600 và hai cái này 200 là 800. Những cái dòng này là anh chị mình mua 800.000 một cái nha anh chị nha. Có thấp nhất là cũng phải 500, nhưng mà cái những cái dòng này là em khui lô nên em sẽ bán rỉa những anh chị nào mà mình dùng những cái dòng ngũ sắc này này, anh chị mình biết cực kỳ, cái giá cực kỳ đấy. Rồi em bán hết cho anh chị mình 800.000, hai cái lỗi này là 200.000 đó. Những cái đĩa này cực đẹp nha, bị lỗi một tí này. Và hai cái này là 600, bốn cái này là 800 anh chị nha. Cho em mã 800. 800.000 bốn cái, thật đẹp cái dây đâu con. 800.000 cho em mã 800. Cái này là đường kính là 19 nha anh chị. 19 nha. 19 nha anh Quang. 800.000 là bình thường, nếu mà anh chị mình mua một cái này là cũng 800.000 là bình thường là anh chị mình được một cái. Đó, hàng mới rất là mới luôn. Nha. Cái này là 19, cái hàng này là hàng cao cấp chứ không phải là những cái dòng hàng thường đâu. Em bán nên em thu lô nên em bán con. Em thu lô nên em bán cái giá cũng rất là ưu tiên cho anh chị mình. Rồi hai cái này anh chị đó. Hai cái này 40.000 cho em mã 40. 40 anh chị cho em mã 40 nha. Mã 40, 40.000. Hai cái ly chân cao rất là đẹp luôn, 40. Mã 40. Rồi một cái xô đá pha lê 100.000. Cho em mã 100. 100.000 anh chị nào mình 40 em chốt cho Na Châu này hai cái nha. Hai cái là 200.000, còn 100.000 anh chị nào mình lấy một cái là 100. Cho em mã 100. Xô đá pha lê nha anh chị, pha lê. Em để nó hơi bẩn chứ những cái pha lê mà rửa ra là cực kỳ mới. 100.000 một cái nha. Cho em mã 100. Rồi, đây. Hai cái này, hai cái đĩa mọc cú nha. Em bán cho anh chị mình dạ có nhiều nha chị Phúc Trần, có rất là nhiều. Rồi cái này em bán 80.000 cho em mã 80. 40.000 một cái đĩa mọc nha. Hai cái 80.000 cho em mã 80 nha anh chị. 80. Mã 80, 80.000 cực đẹp luôn. Mã 80. Chấm chấm cho em nha anh chị, chấm chấm cho em nha. Anh chị nào mình ở trong live mình chấm chấm giúp em. Rồi hai cái sắc mộc nè anh chị.
Đó, hai cái xét mộc này em bán cho anh chị mình. Không, em không có lấy được đâu anh. Có khi sau like em mới lấy được á, chứ bây giờ nó nhiều lắm em không có lấy vô lấy được cho anh đâu. Mà bây giờ rồi, hai cái này là 100.000 anh chị, hai cái xét mộc nha, 100k. Em chào anh Khôi Nguyễn nha. Anh hay chị gì cho em mã 150.000 một cái xét mộc anh chị, hai xét 100k. Cho em mã 100. Ô, hôm nay em live buổi sáng qua sớm quá hay sao ta? Sao mà khách hơi bị vắng. Rồi 100k, cho em mã 100 nha anh chị. 100 cực đẹp luôn, cho em hai cái xét mộc này mã 100. Để riêng riêng ra. 100.000 anh chị, 100 cho em mã 100. Rồi chào Bảo Gai nha. Rồi hai cái đĩa này anh chị đó. Hai cái đĩa xưa tách người này nha. Hai cái tách người, một cái tháp và một cái người. Hai cái này em bán cho anh chị mình 35.000, cho em mã 35. 35k hai cái đĩa xưa nha, cho em á. À, không có. 35k anh chị, cho em mã 35. Mã 35 nha, 35 em chốt cho anh Quang. Em cảm ơn anh Quang rất là nhiều nha. Rồi. Hai cái này anh chị đó, chị Vân Lê mình sao. Hai cái này 25, cho em mã 25. Cho em mã 25 nha. Chị Văn Lê Hồng Vinh Nghĩa mình sao. Rồi cho em mà hai cái này mã 25. Rồi ba cái này 25 em chốt cho Tôm Tôm. Ba cái này 70.000 anh chị, cho em mã 70. Ba cái 70 cho em mã 70. Cả nhà mình sao hết rồi. 70.000 anh chị cho em mã 70 nha. 70 em chốt cho chị Phúc Trần. Rồi một cái đĩa xưa nè anh chị, đó cực đẹp nha. Đây anh chị có ba cái chấu này, mình làm một cái này, hàng này hơi bị hiếm anh chị này. À, coi nè anh chị, ba cái chuyện luôn này đó, một chuyện nha, hai chuyện, ba chuyện, chính giữa có một chuyện nữa nha. Cái đĩa này là một cái đĩa không phải xem cái gì anh Trần Nghĩa. Rồi cái này anh chị đó, cái này em bán nha anh chị mình với giá là 140.000, cho em mã 140 anh chị. 140.000 nha, cho em mã 140. 140 cực đẹp nha. Em chào chị Đức Triệu. 140 anh chị, mã 140. 140 em chốt cho chị Triệu. Em cảm ơn chị Triệu nha. Rồi em lên một cái giỏ nè anh chị. Cả nhà mình sale nha. Đó, cái này một cái giỏ mộc hình lá phong cực đẹp, mộc truyện. Cái giỏ này em bán cho anh chị mình 130.000, cho em mã 130. Rất là xinh nha anh chị. Giỏ, giỏ, những cái giỏ nhỏ này là càng nhỏ là càng đắt, chứ không phải là anh chị mình kêu nhỏ là rẻ đâu. 130.000 anh chị, mã 130. 130 mã 130. 130 em chốt cho Tôm Tôm. Em chào chị Gốm Nhà Cụi nha. Cả nhà mình sale hết rồi. Rồi anh chị đây, hai cái bình chú tiểu nè anh chị. Hai cái này em bán cho anh chị mình, đây anh chị, 180.000 một cái nha. Hai cái là 360 nha anh chị. Anh chị mình rồi, ok, để em lên bát nữa cho. 180.000 cho em mã 180 xẹp 1 hoặc là xẹp 2 giúp em. Một lấy mấy cái bát ăn cơm á mấy đứa. 180.000 xẹp 1 hoặc là xẹp 2 nha. Em chào chị Thúy Nguyễn, hôm nay nhiều hàng đẹp lắm chị Thúy ơi. Rồi cái này là 180.000. 180 xẹp 1 là em chốt cho Hồng Vinh Nguyễn một cái nha. Rồi em còn một cái nữa nè anh chị. Anh chị nào mà lấy thì báo em nha. Rồi 5 cái bát nè anh chị. Đó, 5 cái bát nha. 5 cái bát pháp em bán cho anh chị mình 150. 150.000. 150 nha, 30.000 một cái. Anh chị mình mua cũng biết những cái giá này họ bán 40-50 hết. 30.000 một cái nha. 5 cái mà 150 anh chị. Mã 150. Mã 150 nha anh chị, 150.000 thôi nhé. Mã 150, 5 cái bát pháp nha. Rồi 1, 2. Cái này 3, 4 nha. 3, 4 và 2 cái này. Đó, mỗi kiểu là 2 cái nha anh chị. Mỗi kiểu là 2 cái. 6 cái này em bán cho anh chị mình với giá là 100.
130.000 cho em. Ô cái này bị lỗi thôi con. Nên cái này em bán cho anh chị mình 100k cho em mã 100. Em tặng cho mình một cái bị lỗi một tí xíu nha. Em tặng cho mình một cái lỗi một tí xíu, em bán nên cái này là 100k anh chị. Dạ em like sớm cho em mã 100 miếng cho chị on lương này. Rồi cái này là hai cái bát, ba cái bát tháo quang nè anh chị. Rồi ba cái bát tháo quang này em bán cho anh chị đó, ba cái bát tháo quang nha con. 75k nha anh chị, cho em mã 75. 25.000 một cái bát tháo quang nha. Đó. 75k anh chị, 25.000 một cái, ba cái là 75. Cho em mã 75 anh chị. 75 rất là đẹp luôn, cho em mã 75. 75 em chốt cho chị Ngọc Mai. Rồi một cái ly mọc này anh chị, đó chuyện nha. 30.000. Cho em mã 30. Rồi một cái ly mọc nữa nha. Đó. Ly này 20.000 cho em mã 20. 75. Dạ ok chị Ngọc Mai. Chị Ngọc Mai hát mới. 30 em chốt cho chị Thúy Nguyễn này. Rồi cái này 20.000 nha anh chị. Rồi còn cái này là cho em mã 02. 20 và 02 nha anh chị. Em chào chị Tố Hồng. Rồi cái này là 20.000, 20.000 và cái này là cho em mã 02. Hai cái là đều giá 20 nha. Hai cái là đều giá 20.000. 02 em chốt cho chị On Lương. Em cảm ơn chị On Lương nha. Rồi ok. Lấy ít bát cơm này rồi, em lên một cái ly bên gen này, 20.000. Cho em mã xinh. Em cảm ơn anh Nguyễn Thanh Quang nha. Cho em mã xinh nha anh chị, mã xinh. 20.000 mã xinh. Mã xinh anh Hiệp Đơn lên. Mã xinh em chốt cho anh Quang. Rồi cái này 1. Đó. 2. 3. 7 cái, 7 cái này em bán 140.000 anh chị, 20.000 một cái mọc nha. Ở trong là giá vàng luôn nha anh chị, 140.000. Mã 140. Chị thấy mình sao từ từ để đó được không? Rồi 140 nha anh chị, 140.000, 20.000 một cái rất là đẹp luôn. 7 cái này là 140 cho em mã 140. Con nó bẻ mày đánh nha. 140.000 anh chị, mã 140 nha. 140. Là anh lấy cái gì mà lâu quá anh? Đây, Soma nha anh chị, Soma nha. Đây rồng đất nổi nha. Rồng đất nổi Soma cực đẹp nè anh chị. Đó, rồng đất nổi Soma. Hai cái ly Soma ở trong là ngựa nè anh chị. Giác vàng cực đẹp nha, chuyện đây. Hai cái này em bán cho anh chị mình thôi, hai cái này em bán cho anh chị mình với giá là 450 đi anh chị. 450.000 nha, cho em hai cái này mã 450. 450. 450.000 nha anh chị, 450. Để từ từ. Tưởng ông Tơ và Nguyệt hả? Ông Tơ và Nguyệt bây giờ mà vô lấy chắc vô chưa được quá. Chờ em một tí, anh chấm qua trang đi rồi từ từ. Bên em chụp chứ chắc là chưa được quá anh. Tại do hàng em nó ngập nhà, nó chưa em vô chưa vô phía trong được á. 450 nha anh chị, 450.000 nha. Cho em mã 450. Đây, một cái này xin ông anh chị. Đó. Chuyện nha. Chuyện. Nè anh chị, đó, cái này em bán cho anh chị mình với giá là 170.000. Cho em cái này mã 170. 170.000 anh chị. Mọc nha, mọc dáng rất là lạ luôn nè anh chị. 170. 170 em chốt cho chị gốm nhà cụi chị Đức Triệu mình sâu rồi. Rồi, cái này 1 2 3. Chị Thúy Nguyễn, chị Tây Tố Hồng mình sâu nha. Tam Thái nha anh chị. 1 2 3 4, một cái đĩa Tam Thái. Đó. Một cái đĩa Tam Thái, một cái này. 4 món Tam Thái nha. 4 món này em bán cho anh chị mình với giá là thôi. 4 món này em bán cho anh chị mình với giá là 200.000 đi anh chị nha. Cho em mã 200. Rất là đẹp. Cho em 4 cái món Tam Thái này mã 200, Tam Thái xưa nha.
200.000 bốn món anh chị, cho em mã 200. Mã 200 nha anh chị, 200.000. Cho em bốn cái món tâm thái này mã 200. Cầm rút ra để ở ngoài đó rồi mình xé mấy cái món cho. 200.000. Rồi 1 nha. 2 cái chén xưa nè anh chị, 40. Mã 40. 40.000, cho em mã 40 anh chị, 40. Mã 40. 2 cái bát xưa nha anh chị. 40 em chốt cho anh Quang. Cảm ơn anh Quang nhiều nha. Rồi một cái giỏ xưa nè anh chị. Một cái giỏ lam xưa. 60.000. Cho em cái giỏ này mã 60. 60 nha anh chị, 60 nha. Cho em cái giỏ này mã 60. Bảo gai mình sale rồi. 60.000 một cái giỏ xưa có mọc truyện nha. 60 em chốt cho chị Thúy. Cảm ơn chị Thúy nha. Rồi. Anh Quang mình sao? Rồi một cái bình mọc nè anh chị. Đó. Chị gốm nhà cụi mình sao? Nguyễn Lộc mình sao? Rồi. Cái mọc cái này anh chị, cái này cái bình này em bán cho anh chị mình 100.000. Cho em cái bình này mã 100. 100k nha anh chị, cho em cái bình này mã 100. Trăm ca một cái bình mọc nha anh chị, 100k cho em cái bình mọc này mã 100. Mã 100. Rồi em lên 5 chiếc lá mọc cho anh chị mình. Đó, 5 chiếc lá với một cái này. Bây gen nha anh chị. Hàng bây gen cực đẹp luôn. Đó. 1 2. Cái này là mọc hay bây gen mấy anh chị? Thôi em bán đại đi. Nói chung là dòng mọc mọc hay bi gen gì nói chung nhiều, nói chung là riêng cái dòng mọc thì em không có thích lắm nên nói chung em cũng ít cái nghiên cứu siêu tầm gì mà em bán cái giá nó mềm để cho anh chị mình mua mình siêu tầm. Rồi cực đẹp luôn anh chị nha, cái này là 6 món này em bán cho anh chị mình với giá là 580, cho em mã 580. 580.000. Này là hàng full hộp luôn này nha. 580.000 một bộ này anh chị. Cho em cái bộ này mã 580. Cực đẹp luôn. 580.000. Chị mọc hả? Em thì em cũng rành. Rồi 580.000 anh chị. Cho em cái này mã 580. 580 nha. Cho em cái này mã 580 anh chị. 580. Mã 580. Rồi cái này, cái ly này nha anh chị. Đó, một cái, hai cái này em bán cho anh chị mình 50.000, cho em mã 50. Hai cái nha. 500.000 cái đó hả người đẹp. Trời ơi 500.000. Rồi cái này em bán cho anh chị mình 50.000. Cho em 50 em chốt cho tôm. Em cảm ơn tôm nhiều nha. Rồi cái này anh chị 1 nha. 2 3 4 5 6. 6 cái bát nha, 6 cái bát đẹp này 120.000. Rồi ok thôi tính cho em đồ bóng tiễn 500.000 cũng được. Rồi cái này là 120.000 nha anh chị. Cho em mã 120. 120.000, 6 cái bát nha. 120 em chốt cho Nguyễn Nga. Nguyễn Nga khách mới hay không? Rồi em chốt cho Nguyễn Nga. Chị Anh Lương mình sao, Phúc Trần mình sao nha. Cả nhà mình sao. Rồi em lên cái này em chị để đó. Rồi 1, 2, 3, 4. 4 cái bát ngũ sắc anh chị. 4 cái bát ngũ sắc nha. 4 cái này em bán cho anh chị mình 80.000 cái, 4 cái là 300.000 đi, cho em mã 300. 300.000, 4 cái bát ngũ sắc cực đẹp luôn nha. Cho em 4 cái bát ngũ sắc này mã 300, cảm ơn em không sao hết. Rồi 300 anh chị, 75.000 một cái, cực đẹp luôn. 4 cái là 300. Cho em mã 300 nha. 300 em chốt cho chị Phúc Trần, cảm ơn chị Phúc Trần nha. Rồi 1, 2, chén mọc ăn lẩu nè anh chị nha. Chén mọc ăn lẩu chú tiểu.
5 cái này em bán cho anh chị mình 150, anh chị cho em mã 150. 150.000. Mã 150 nha, 150, cực đẹp luôn nè anh chị. 30.000 một cái bát mọc chú tiểu nha. 5 cái này là 150, mã 150 anh chị. 150.000. Ly có qua BGM cũng nhiều chị. 150, mã 150 rồi. 1 2 3 4. 4 cái này em bán cho anh chị mình đây anh chị. Rất là đẹp nha. 4 cái này 100.000. Em chào Tân Trần nha. Rồi 100.000 anh chị cho em mã 100. Mã 100. 4 cái mọc nha, 4 cái mọc 100.000. Cho ít ly có quay. À ly có quay đây con. Ly có quay đó, ly có quay mà ly ly mọc quá. Rồi 100.000 anh chị cho em mã 100 nha. 100.000 mã 100. Rồi, đây em chào chị gốm nhà Cụi. Này là ba cái bát ngũ sắc xưa nè anh chị. Đó, ở trong nè anh chị. Rồi 1 2 3 nha. Ba cái này em bán cho anh chị mình 240. Cho em mã 240. Muỗng nhỏ hả chị? Muỗng nhỏ là muỗng muỗng kim loại vàng hả? 240 nha anh chị. Cho em ba cái bát ngũ sắc 240 em chốt cho chị Triệu. Cảm ơn chị Triệu nha. Rồi một cái đĩa. Một cái đĩa Âu. Đĩa này em bán cho anh chị mình 70.000 cho em mã 70. Có cặp bình nào không có nha. 70 anh chị, 70. Ly mọc quá chứ, ly mọc. Ly mọc mà dặn ly bi gen á em. Ly bi gen nó, ly mọc bi gen nó 70 em chốt cho chị Triệu. Em cảm ơn chị Triệu nhiều nha. Rồi hai cái này anh chị đó. Dạ. Rồi hai cái này anh chị đó. Hai cái này em bán cho anh chị mình 80.000 nha. Cho em mã 80. Quá rỉ luôn anh chị. Anh ơi, coi thử cái hàng của chị Ly đăng gì đây. Chỉ 20 ngày rồi sao chưa tới anh. Coi chụp qua cho chị đi. Rồi cái này 80 em chốt cho chị Phúc Trần. Rồi một cái đĩa xưa nè anh chị nha. Một cái đĩa xưa. Đó 30.000 nha anh chị. Cho em mã 30. 30.000. Cho em mã 30. Mấy anh chị mình thông cảm. Nhiều lúc hàng nó đi hơi chậm á anh chị. Chứ bên em nói chung là bên em làm việc rất là nhanh. 30 em chốt cho chị gốm nhà Cụi. Rồi một cái bát ngũ sắc nè anh chị. Đó một cái bát ngũ sắc nha. Hai cái bát ngũ sắc. Hai cái bát ngũ sắc 100.000. Cho em mã 100. 100k hai cái bát ngũ sắc nha. Cho em hai cái bát ngũ sắc này 100. 100.000 anh chị, mã 100. 100 em chốt cho anh cho chị Phúc Trần. Anh Quang lên trước mà sai mã mất tiêu rồi. Rồi cái này anh chị, cái này em bán cho anh chị mình cái này 35.000, 7 cái nha anh chị. Cho em mã 35. Mã 35 nha, 7 cái chấm chấm. À ngày 20 chứ không phải là 20 ngày. 20 bữa nay là ngày mấy? Mới có mấy ngày hả? Rồi ok. Rồi cái này là 35 em chốt cho chị Vân Anh. Rồi ok chị. Để em coi, em tưởng sao mà hàng đi lâu dữ chứ. Rồi hai cái mọc nè anh chị. Đó. Hai cái mọc này em bán cho anh chị mình rất là đẹp nha. Hai cái ly mọc này em bán cho anh chị mình 60.000 anh chị cho em mã 60. 60 nha anh chị, 60.000 cho em mã 60. 60.000. Hai cái ly mọc quá là xinh. Cho em mã 60 anh chị, một cặp ly mọc nha. Cặp này mình uống cà phê, mình uống trà là rất là đẹp luôn. 60 em chốt cho chị Văn Anh. Rồi hai cái này nha. Đó, 1 2. Hai cái này em bán 50.000 cho em mã 50.
một cái hũ nhỏ này, hũ nhỏ này em bán cho anh chị mình 25.000, cho em mã 25. 50.000 nha anh chị, 50.000 hai cái này, và cái này là 25. Cho em mã 50 và mã 25 nha. 25 là em chốt cho anh Quang này, chị Quang Anh mình sâu nha. Rồi một cái ly nè anh chị, đó. Một cái ly nha. Một cái ly mọc này em bán cho anh chị mình 20. Cho em cái ly mọc này mã 20 anh chị, 20 nè, mã 20. 20.000. Em chào tôm tôm nha. 20.000 anh chị, 20.000 cái ly mọc 20 em chốt cho chị on luôn. Cảm ơn chị nhiều. Rồi. Hai cái set ly cực đẹp nè anh chị, mọc truyện đây anh chị đó. Hai set này em bán 100.000. 50.000 một set nha. Hai set là 100, cho em mã 100. 100.000 đồng hai set. Cho em hai cái set ly này mã 100. Mã 100 nha anh chị, mã 100. Rồi, 1 2. Từ xin nghĩ như thế. 3 4. Đây, đó, cái này là mình ăn súp nha. Em chờ chị Thúy, cái này mình ăn súp hàng của Âu nha anh chị. Hàng Âu nha. Rồi, bốn cái này em bán cho anh chị mình với giá là 160.000. 40.000 một cái này mình ăn súp rất là đẹp, mình ăn súp mình uống trà gì cũng được nha. 40.000 một cái hàng của Âu. 4 cái là 160.000 anh chị, cho em mã 160 cực đẹp luôn nè. 160.000 nha. 160 em chốt cho Ngọc Mai. Ngọc Mai khách mới hay khách cũ ạ? Ngọc Mai khách mới vui lòng mà chuyển khoản giúp em nha. Ngọc Mai ghim cái số tài khoản vô cho Ngọc Mai đi con. Rồi ba cái này 50.000 anh chị, cho em mã 50 nha. Ba cái bát 50.000, cho em ba cái bát này mã 50. 50.000 rất là xinh, cho em mã 50 anh chị. 50.000 mã 50 em chốt đúng là đúng. 50 em chốt cho chị Văn Anh. Ủa, chị mua nhiều lần đầu mà con. Rồi ok chị, sorry chị, do con bé nó nói khách mới, em cũng tưởng khách mới. Rồi ok chị, sorry nha. Có một nhỏ. Chết đâu, nó bị sụt cái tay đó. Bị cái tay đây nè. Bị sao vậy? Bị ở dưới đây nè, dần ra đó. Rồi đây anh chị, đó. Hai cái chú tiểu nha. Đây, để chỉnh lại cho nó ngay ngắn chút. Rồi hai cái chú tiểu, hai cái chú tiểu nha, hai chú tiểu xưa nè anh chị. Hai cái này em bán cho anh chị mình với giá là, đây hai cái này to nha anh chị, 80.000 đi, cho em mã 80. 80.000 cho em mã 80. 80 anh chị, 80 nha, cho em hai cái này mã 80. 80.000 mã 80. 80 em chốt cho anh qua nghĩ nha, cho chị cho xem bình hồ lô. Bình hồ lô là bình nào ta? Rồi 1 2 3, cái này lẩu bỏ đi con. 80 ly đăng mình sao nha. Rồi 1 2 3, một cái bắt mọc nữa nha. Bốn cái này em bán cho anh chị mình 80, cho em mã 08. Mã 08 nha anh chị, mã 08. Hàng em nó nhiều quá anh chị nên em chưa vô phía trong em lấy được nha. Phía ngoài do hàng nó về nhiều quá. Cho em mã 08 bình hay. À, 08 nha anh chị, 08 nha. Rồi, một cái này. Đó, một cái này là hàng xưa nè anh chị. Có một cái thố như vậy nha. À, này. Đứa này mở to rồi. Rồi cái này anh chị đó nha, cái này em bán cho anh chị mình với giá là 120.000. Mã 120 anh chị, 120.000. Này là một cái đĩa xưa và một cái nắp đậy, dáng rất là ngộ nha. 120, mã 120. 120.000. Rồi một cái hồ lô đây. 120 em chốt cho ly đây.
Đây đang sách cũ mà. Rồi cái này bình hồ lô này nha, bình hồ lô này là em bán với giá là 600.000, 300.000 một cái nha, 300.000 một cái bình hồ lô. Cái này là hàng của Nhân Tây nha mấy chị, cái này là cao là 24 năm, 300.000 một cái bình hồ lô rất là đẹp nha. Cái bình này mình làm cái bình cũng được và mình đựng rượu cũng được nha. Cho em mã 300 kèm số lượng ưu tiên cho anh chị nào mình lấy một cặp, mình lấy một cặp nha. Rồi cái này còn hồ lô này, đây còn hồ lô này là em bán 160.000 một cái nha. Một cặp hồ lô này là 320 anh chị. Cho em cái cặp này là mã 320, 320.000 nha, 320 mã 320 nha anh chị, 320.000 mã 320. Rồi 160.000 một cái nha anh chị, 160.000 một cái. Một cặp là 320, mã 320. Rồi một cái mọc nè anh chị, rất là đẹp, mọc truyện nha. Đó, cái này em bán cho anh chị mình 40.000 anh chị nha, 40 truyện nè anh chị. Cho em mã 40 trắng trắng giúp em anh chị, trắng trắng cho nó khỏi bị ẩn tương tác giúp em nha. 40.000 anh chị, cho em mã 40, 40.000 nha, mã 40, 40.000 anh chị, 40 em chốt cho chị Thúy nè. Em cảm ơn chị Thúy nha, hai cái chiếc lá anh chị. Em cảm ơn chị Phúc Trần, cảm ơn anh Quang. Rồi hai chiếc lá này anh chị, hai chiếc lá này em bán cho anh chị mình 50.000, cho em mã 50. Em cảm ơn Khôi Nguyễn nha, 50.000 cho em mã 50 con rút đi. Cái này rút. Rồi đây, cảm ơn đồ gốm tiễn nha, 50 em chốt cho chị Văn Anh. Rồi hai cái mọc nè anh chị, đó một cái nha. Rồi hai cái, hai cái này em bán cho anh chị mình 80.000, to đùng luôn nè anh chị nha, 80.000, cái nào cũng có truyện rất là đẹp nha anh chị, 80.000. Cho em cái này, hai cái này mã 80, 80, cả nhà mình sale 50, cả nhà mình sale hết nha cả nhà. 80 cho em mã 80 nha, 80, hai cái này 80, hoặc là anh chị nào mình lấy một cái thì 40.000, mình thích mình lấy cái nào cũng được, hai cái này bự nha. Rồi hai cái ly trăng cao nè anh chị, đó vẽ cái này là vẽ sơn thủy nha. Rồi một cái này nữa, hai cái này em bán cho anh chị mình 70.000 đi, cho em mã 70, 70 nha anh chị, riêng một cái ly này cũng có 70 rồi, hai cái 70 cho em mã 70, 70.000 anh chị, cho em mã 70 em chốt cho anh Quang nha. Rồi đĩa nha anh chị, đĩa nha, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 6, 10 cái, 10 cái này em bán 100.000, cho em mã 100, 10 cái đĩa 100.000 nha anh chị, rất là mới nha. Cho em lá hay chị, lá còn nhiều á, lá ra một dây lụm mới lá. Rồi 100 em chốt cho Phúc Trần. Rồi em cảm ơn Phúc Trần nha. Rồi một cái ly nè anh chị, đó ly này em bán cho anh chị mình 40, cho em mã 40, 40.000 cho em mã 40 nha, 40 em chốt cho chị Đan Thanh, cảm ơn chị Đan Thanh nha. Rồi chị Thúy Nguyễn mình sao. Rồi em lên một cái đĩa nè anh chị, một cái đĩa xưa nha, cái này là men cứng nha, rất là nặng, dày nặng nha. Cái này là size khoảng 32, cái này em bán cho anh chị mình 500.000 anh chị, cho em mã 500, một cái đĩa cực đẹp luôn anh chị, 500.000 cho em cái đĩa này mã 500 nha. Đó rất là đẹp nha, cho em mã 500. Mấy cái hàng đắt tiền để qua một bên đây, đừng để chung. 500.000 nha anh chị, cho em mã 500, để một chồng một bên đây này coi. Rồi hai cái mọc nè anh chị, đó hai cái mọc dáng rất là độc nha. Em chào chị Nguyễn Thủy. Rồi hai cái này em bán cho anh chị mình 70.000 anh chị, cho em mã 70. Con lấy mấy chiếc lá rồi kia ông sùm đó. Chính là lá. 70.000 cho em mã 70. 70 em chốt cho chị On Lương. Em cảm ơn chị On Lương nha. Rồi cái này là hàng xưa nè anh chị. Đây. Nên cái xét ly xưa nha. Nên cái xét ly. Lá để bên cái lá mọc á, chút ở trong ấy.
Rồi, cực đẹp nha anh chị. Đó, cái này là hàng xưa nha, hàng Âu xưa nha anh chị, hàng Âu xưa nha. Cái này em bán cho anh chị mình với giá là 80.000 một set thôi. Nem set 400. Cho em mã 400. Rồi, 400.000 anh chị, 400.000 năm cái set set xưa của Âu. Cho em năm cái set này mã 400 anh chị, 400.000 nha. 400 rồi, để em coi thử nha anh chị, 400.000. Năm cái set xưa của Âu nha anh chị, 400, 80.000 một set nha. Năm set là 400, cho em mã 400. Rồi cái này anh chị, cái này 3 cái ly nè anh chị, 3 cái ly chân cao này em bán cho anh chị mình 60.000 đi. Quá rỉ luôn nè anh chị, 60 nha, đây mã 60. 3 cái ly này nha, 60.000. Mã 60. 60.000 rồi, 3 cái này. Đó. 60 em chốt cho chị Viên Vũ, Viên Vũ có đơn chưa con? Chị Viên Vũ ơi, chị Khánh mới vui lòng cặp giùm em thấp nhất là 300.000 nha chị. 300 tới 500 nha. Có đầu hả? À em sorry chị nha. Rồi 3 cái ly này em bán 40.000. Cho em mã 40 anh chị, 40 nha. Cho em 3 cái ly này mã 40, 40.000. Mã 40. 40.000. Rồi cái này anh chị đó, cái này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15. 15 cái, đó, 15 cái đĩa như vậy anh chị. 15 cái nha, 15 cái đĩa và 5 cái đĩa lớn. Bộ này là 20 món. 20 món này em bán cho anh chị mình với giá là 350 nha anh chị, 350.000. 350, 20 món nha. 20 món như vậy em bán 350 anh chị, cho em nguyên một bộ như vậy là mã 350. 350.000. Mã 350 nha anh chị, rất là hiếm luôn, 20 món. Rồi 350 em chốt cho chị On luôn. Em cảm ơn chị On luôn nhiều nha. Cảm ơn chị. Rồi cái này. Hai cái chiếc lá nè anh chị, đó nha. Hai cái chiếc lá và hai cái này. 4 cái này em bán cho anh chị mình 100.000, cho em mã 100. Rất là nặng luôn anh chị, 100k, mã 100. Hai chiếc lá và hai cái này. 100k cho em mã 100. 100 nha, em chào anh Quang. Hai cái chiếc lá mọc, em chào chị Đăng Thanh nha. 100k nha anh chị, cho em 4 món này mã 100. Rồi, mọc nè anh chị, mọc nha, 1 2 đó. Hai cái mọc này em bán cho anh chị mình với giá là 120.000. 60.000 một cái nha anh chị, 60.000 một cái, hai cái là 120. Cho em mã 120 anh chị, 120.000. Rất là đẹp nha, cho em mã 120. Hai cái mọc nha, hai cái rót mọc 60.000 một cái nha anh chị, 60.000 một cái nha. Hai cái là 120, em chào chị Thí. 120.000. Mã 120. Rồi em lên một cái này. Một cái tấm nha anh chị, một cái tấm cotani xưa. Vua và hoàng hậu nha. Cái này em bán cho anh chị mình 70.000. Một cái tấm xưa nè anh chị, cái này nha, rất là xưa rồi. 70.000 cho em cái tấm xưa này mã 70. 70. Mã 70 nha anh chị, 70.000. Nhỏ con mới tin được. 70.000 một cái tấm cotani xưa, cho em cái tấm này mã 70. 70 em chốt cho chị Nguyễn Thúy, coi lộn hai Nguyễn Thúy nha con. Rồi, 5 cái ly mọc nè anh chị, đó, 1 2 3 4 5. Cực đẹp luôn. Một cái ly này hơi lớn hơn. Rồi cái này là em bán 100.000, cho em mã 100. Ủa nó anh rót cho chị một cái ly trà gừng nó tí ơi. 100.000 anh chị cho em 5 cái ly này mã 100.
mã 100 nha, 100 ngàn, 5 cái ly rất là đẹp. Cho em mã 100. 100 ngàn, rồi đây, chị thấy. Đó. 1, 2, 3, 4, 4 cái chiếc lá. Không có bị cái lỗi gì hết nha, nói chung là không bị lỗi gì hết. Rồi 4 chiếc lá này em bán với giá là 180 ngàn. Nếu chị lấy là chị ok giúp em nha. Đây 4 chiếc lá rất là to, 180 ngàn. Chị lấy là ok giúp em nha. Một trăm tám mươi ngàn 4 cái nha. Nếu mà chị không lấy thì anh chị nào mình thích thì cho em mã 180 nha anh chị. 180 ngàn cho em mã 180. 180. Cái này là Mỹ nha, xứ Mỹ nè anh chị. Đó, xứ Mỹ nha. 1, 2, 3. Rồi ok chị. Rồi cái này anh chị, đây cái này em có 1, 2, 3. Cái này em có 3 cái xét ly với lại 3 cái xét ly với lại 2 cái tô, 5 cái đĩa. Cái này này là mình như vậy nè anh chị. Đó, cái này dày là 1 xét này, 5 cái đĩa nha. 5 xét em chào chị Tuyết Hạnh. Này là hàng của Mỹ, cực đẹp nha, hàng của Mỹ, xa từ của Mỹ nha anh chị. 5 xét này em bán cho anh chị mình với giá là 70 ngàn một xét nha. Bảy chục ngàn một xét nha anh chị, 5 xét là 350. 350 ngàn nha, 350 anh chị. 70 ngàn một xét của Mỹ này, đó, 350. 350 nha anh chị Hạnh, rồi ok. Em chốt cho chị Hạnh 350. Cảm ơn chị Hạnh nha. Rồi chị Hạnh chị lấy hết rồi nha. Rồi cái này anh chị, 5 cái lá nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái này em bán cho anh chị mình với giá là 180 ngàn. Cho em 5 cái chiếc lá này mã 180. 180 ngàn 5 cái chiếc lá nha. Linh Nguyễn Trai xem bác đi có hết. Rồi 180 ngàn 5 cái chiếc lá anh chị. Cho em 5 cái chiếc lá này mã 180. Hàng của anh Võ Hiền gửi cho ta 180 nha anh chị. Mã 180 anh chị, 180 ngàn. Tìm em bát cơm. Thấy có bát cơm không? Bát cơm. Rồi cái này là bát xưa nè anh chị. Đó, cái này là bát xưa nha. Bát ăn cơm 4 chữ nè anh chị. 4 chữ hàng xưa nha. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái bát xưa này em bán cho anh chị mình 300 ngàn. Cho em mã 300 nha anh chị. Bát xưa 4 chữ nha. Này mình tìm những cái bát này không ra đâu anh chị. 300 ngàn cho em mã 300. 60 ngàn một cái nha. 5 cái là 300 ngàn. Cho em cái này mã 300 nha anh chị. 300 ngàn rất là đẹp. Cho em cái này mã 300. 300 ngàn. Cho em mã 300 chấm chấm giúp em nha anh chị. Anh chị nào mình ở trong live mình chấm chấm giúp em nha. Bình bát tiên Mỹ là xét 2 xét chén 3 xét ly chị nha. Rồi cái này anh chị, cái này em bán cho anh chị mình 4 cái này 100 ngàn. Cho em mã 100. 100k nha. Cho em 4 cái bát ăn lẩu nè anh chị. Mã 100. 4 cái bát lẩu nha, 100. 300 em chốt cho Vinh Nguyễn. 300 chốt cho Vinh Nguyễn. Vinh Nguyễn chưa có đơn đúng không con? Vinh Nguyễn chưa có đơn phải không em? Rồi anh Vinh Nguyễn ơi, vui làm kẹp giúp em 500 ngàn đi. Mình chốt nữa nha anh Vinh Nguyễn. Cùng bộ nha chị, không có ghép nha. Cho em rồi, cho em mã. Rồi ok. Đó, em lên một cái bát ngũ sắc xưa nè anh chị.
cực đẹp nha. Bán này đường kính là 19 nha chị, cao là 6.5. rồi cái bát này em bán cho anh chị mình với giá là 400 nha anh chị, cho em cái bát này mã 400 ngàn một cái bát ngũ sắc rất là đẹp nha, cho em cái bát này mã 400 anh chị, 400 ngàn cho em mã 400, một cái bát ngũ sắc rất là đẹp mã 400. Rồi 1 2 3 30 ngàn anh chị, cho em mã 30, 30 ngàn nha, cho em cái này mã 30 nha anh chị, 30, 3 cái mọc này, 3 cái chén mọc nha, cho em mã 30 từ từ, 30 ngàn em chốt cho chị Vân Anh, em cảm ơn chị Vân Anh nha. Rồi một cái mọc nè anh chị, đó mọc này em bán cho anh chị mình 50 ngàn, cho em mã 50, 50 ngàn mã 50 nha. Rồi một cái đĩa mọc nữa 30 ngàn chị Đăng Thanh mình sao, cái mọc này to đùng nha, 50 em chốt cho chị Vân Anh. Cái này em bán 70 ngàn nha anh chị, cho em cái này mã 70, 70 ngàn cho em mã 70 to nha. Đó truyện mọc đó 70 mã 70. Rồi 1 2 3 4 5, 5 cái này em bán cho anh chị mình 80 ngàn, cho em mã 80, 5 cái đĩa vuông nha. Em chào tôm tôm 80 anh chị, cho em 5 cái này mã 80, 80 ngàn mã 80 nha. Hai cái bát xưa nè anh chị, các bạn gửi cho mình coi hai cái bát xưa nha. Đó hai cái bát xưa anh chị, bình bát tiên. Rồi hai cái bát, bốn cái bát này em bán cho anh chị mình ta anh chị, đó bốn cái bát này em bán cho anh chị mình 80, cho em mã 08. Hai cái bát xưa nha, hai cái bát xưa và hai cái bát mọc 80 ngàn cho em mã 08, bình bát tiên. Bình bát tiên coi chủ có mấy cái này, có mấy cái này là đồ đất đây, xem kỹ đi. 80 ngàn anh chị, 08 em chốt cho anh Quang nha, em cảm ơn anh Quang rất là nhiều. Rồi em lên 5 cái bát mọc nha anh chị, đó 5 cái bát mọc rất là đẹp nha anh chị, lấy cái cặp bình con gà đồ đây. Đó 5 cái bát mọc anh chị, 5 cái bát mọc này em bán cho anh chị mình 40 ngàn cái nha anh chị, 5 cái là 200 ngàn cho em mã 200. Bộ này anh chị nào mình lấy cho em mã 200. Em chào chị Nguyễn Thúy nha. Rồi 200 ngàn anh chị, 5 cái bát mọc rất là đẹp, cho em 5 cái bát này mã 200 ngàn, mã 200 nha, 200 ngàn một bộ, nặng cực nặng, cho em cái này mã 200. Rồi em lên bình nè anh chị, bình nha, bình này em bán cho anh chị mình 1/7 ngàn một cái, một cặp là 3/4. Cho em cái cặp bình này mã 340 anh chị, 340 mã 340 nha, 3/4, 340 ngàn anh chị. Ôi trời, cái này mình để còn một cái nữa, 3/4 hoặc anh chị nào mà lấy một cái là 1/7 nha, 170 ngàn một cái nha anh chị, 170 ngàn mã 170 hoặc là mã 3/4 em chốt cho chị Văn Lê. Em cảm ơn chị Văn Lê nha. Rồi cái này anh chị, đó em chào anh Võ Hiền, mọc truyện nè anh chị, 40 cho em mã 40. Chị Nguyễn Hoàng Anh còn không, bỏ cho chị Nguyễn Hoàng Anh cái. Rồi đây anh chị, 40 ngàn cho em mã 40. Để em coi thử em còn là em sẽ bỏ tiếp cho anh chị mình nha. 40 mã 40 nha chị, 40 ngàn cho em mã 40, 40 em chốt cho chị Thúy Nghĩa. Rồi em cảm ơn anh Võ Hiền nha. Ủa cái này sao vậy, này, hai cái này em bán hai bát. Rồi hai cái bát ngũ sắc nè anh chị, đó hai cái bát ngũ sắc này em bán cho anh chị mình vô trong bếp em coi thử cái đó còn không. Hai cái bát ngũ sắc này em bán cho anh chị mình với giá là 100 ngàn cho em mã 100, 100k hai cái bát ngũ sắc nha anh chị, cho em hai cái bát ngũ sắc này mã 100. Rồi 100k 100 em chốt cho Nguyễn Hành, Nguyễn Hành khách mới hay không?
Chị Nghĩ Hằng ơi, chị vui làm cặp giúp em 500 ngàn rồi mình chốt nữa nha chị. Nghĩ Hằng. Rồi, chị cặp giúp em 300 tới 500 nha chị. 300 ngàn tới 500. Rồi, ba cái tô mọc 90 ngàn cho em mã 90. Ê, chị sao nha chị. Rồi chị Nghĩa Hằng, em ghi xe cua cho chị Phúc Trần đi. 90 ngàn anh chị, cho em mã 90. 90 cho em mã 90 nha anh chị, 90 ngàn. 90 em chốt cho anh, cho chị Tăng Trần. Rồi, cả nhà mình sao hết. Rồi cái này, cái này em bán 340. Cho số tài khoản chị Nghĩa Hằng đi em ơi. Rồi cái này em bán 340 ngàn nha anh chị, cho em mã 340. 340 anh chị cho em mã 340 nha, 340. 340. 340 em chốt cho chị Ly đây. Văn Lê mình sâu rồi. Rồi một chiếc lá nè anh chị, đó, một truyện này 40 ngàn. Mã 40. 40 nha anh chị. 40 ngàn nha, cho em cái chiếc lá này dát vàng luôn nè anh chị. Mã 40 nha, 40 ngàn. Mã 40, rồi hai cái này em bán cho anh chị mình 40, 40 em chốt cho chị On Lương, chị Thí mình sau. Cái này 40 cho em mã 04 anh chị, 04 cực đẹp nha. Cho em mã 04. Rồi 04 nha anh chị, 04 nha. 04 hai cái bát rất là đẹp. Rồi, cái này là em có ba cái ly mọc này. Đó, rễ cảnh sơn tẩy em trà anh Hiệp nha. Ba cái ly mọc này em bán cho anh chị mình 60 ngàn anh chị, cho em mã 60 nha. 60 ngàn. 60 ngàn nha. Chị Nguyễn Hằng chuyển khoản giúp em nha. Chuyển khoản cặp giúp em 300 ngàn nha chị. Nếu mà chị không cặp thì em chốt cho chị Phúc Trần nha. Rồi cái này, cái này là em bán cho anh chị mình với giá là 60 ngàn anh chị, cho em mã 60. 60 ngàn. Mã 60 nha anh chị. Cái này là một cái bình này là phát quang nha. Canh tối là những cái này là nó sẽ phát quang rất là đẹp. Cái này em bán cho anh chị mình đây anh chị. Cái này em bán một cặp này cho anh chị mình 350 nha. 350 ngàn anh chị cho em cái cặp này mã 350. 350 ngàn cực đẹp nha anh chị, 350. Cho em cái cặp này mã 350. Cái này là phát quang rất là đẹp anh chị, 350. Mã 350 nha, 350 ngàn. 350 em chốt cho chị Văn Anh. Rồi em cảm ơn chị Văn Anh nhiều nha. Rồi một cái ly, hai cái ly, hai cái ly Âu em bán cho anh chị mình 60 ngàn, cho em mã 60 nha. Hai cái ly Âu nha anh chị, 60. Mã 60 cực đẹp luôn, 60 ngàn. Mã 60 ly đang 350 hết rồi con. 60 em chốt cho chị Văn Anh. Rồi cái này anh chị đó, 1, 2, 3, 4. 4 cái này em bán 80. Mã 80. 80 ngàn nha anh chị, 80 nha. Trúc. Mã 80 anh chị, 80 ngàn. Từ từ. 80 anh chị cho em mã 80. 80 ngàn. Rồi 80 nha, 80 ngàn. Rồi em lên một cái cặp bình hút lọc nè anh chị. Đó, cặp bình hút lọc. Cặp này em bán cho anh chị mình 350 nha, cho em mã 35. 350 ngàn nha anh chị, cho em cái cặp bình này mã 35. Mã 35 nha, 350, rất là đẹp. Cho em cái cặp này mã 35 nha chị. Mã 35. Rồi em lên một cái hũ này. 35 nha nha chị Phúc Trần. Em chào chị Lê Văn Hòa. Rồi chị Phúc Trần chị lấy rồi nha, em chốt cho chị Phúc Trần rồi. Rồi cái này anh chị một cái hũ to nha. Cái hũ này em bán cho anh chị mình. Dạ đúng rồi anh. Rồi cái này em bán cho anh chị mình to đùng nha. Cái này em bán 80 ngàn. Hũ này là hũ bự, rất là bự nha, chứ không phải hũ nhỏ đâu.
80 nha anh chị, cho em cái hũ này mã 80. 80 nè, cho em cái hũ này mã 80 em chốt cho chị Văn Lê. Rồi chị Nguyễn Lộc mình sẽ đó hai cái mọc này anh chị, hai cái ly nhưng mà hai như hai cái rót này. Mọc nha, hai cái ly như hai cái rót. Hai cái này em bán cho anh chị mình với giá là 60.000, cho em mã 60 anh chị. Chị Ngọc Ngân 80 chị sâu rồi nha chị, 60.000 nha anh chị, cho em mã 60. 60.000 cực đẹp nha anh chị, cho em cái này mã 60 anh chị, 60.000 hai cái ly to đùng luôn. Cho em mã 60. Rồi cái này anh chị đó, cái này em có 1 2 4 6 8 9 2 4 9 cái này anh chị, 9 cái này em bán cho anh chị mình với giá là 150. 9 cái bát Lam Thái nha, 150.000. Chị Phúc Trần ơi, chị có lấy thì chị cho em mã 150, chị hỏi hồi nãy giờ á. 9 cái bát Lam Thái nha. 150 nha chị, 150.000. Rồi. Lên ok, ly xưa em cũng nhiều lắm. Rồi. Em chốt cho chị on lương, chị không lấy thì em chốt cho chị on lương. Cảm ơn nha. Rồi cái này anh chị đó, 1 2 3. Ba món này em bán cho anh chị mình với giá là 150 nha. 150.000. Cực đẹp luôn anh chị. À bát hũ sắt hả? Rồi coi thử có bát hũ sắt chụp quá coi. 150 anh chị, 150.000. Để con gái nó tiêm. 150 nha. Mọc truyện anh chị, đó, 150.000. Hai cái này một cái rồi 150 anh chị. Em bán 140 đi anh chị, cho em mã 140 nha. 140.000 anh chị, cho em mã 140. Rồi hai cái bát hũ sắt to đùng nha, 170.000 một cái, hai cái 340. Mã 340. Này 18 nha anh chị. Em chào anh Trần Quang, 340 nha anh chị, 340. Cho em mã 340 anh chị, 340.000 hai cái bát hũ sắt to đùng nha. 170.000 một cái, hai cái là 340. Mã 340 anh chị, 340.000. 340.000 một quả bí lớn nha anh chị. Quả bí này là Tết mình đựng bánh kẹo hạt dưa. Quả bí này em bán cho anh chị mình 270.000 nha. Quả bí lớn. Này là cao là 11 anh chị nha. Nhưng mà dòng bụng nó rất là lớn, dòng bụng nó tới 61. Gần 62 luôn. Rồi cái này là em bán 270.000 nha. Cái này có bí nhỏ nữa nhưng mà bí này là bí lớn nè anh chị. 270. Lấy một cái bát được không? Lấy một cái bát là một cái gì đó. Được được nha anh nha anh cao hơn. Rồi 240 em. Ủa, 240 là cái gì? 270 em chốt cho Tân Trần. Rồi anh lấy cho một cái bát cho anh Cao Minh Hưng, Cao Minh Hưng. Cao Minh Hưng rồi. Cao Minh Hưng vui làm cặp giúp em nha. Kẹp giúp em 300.000 nha. Còn anh chị nào mà không kẹp quá là em bỏ thẳng ra luôn nha. Tại vì mấy anh chị mình thông cảm giúp em nha mấy anh chị. Tại vì hôm nay là nói chung là cũng gần Tết rồi. Khách anh Cao Minh Hưng ơi, anh kẹp giúp em. Anh vào sai là sao ta? Anh Trần Nghĩa anh vào sai là sao ta? Rồi ba cái này anh chị, ba cái này em bán cho anh chị mình với giá là 120.000. Cho em mã 120. Gặp giúp em 500.000 nha. Gửi số tài khoản cho anh Cao Minh Hưng. Rồi 120.000 anh chị, cho em mã 120. Cực đẹp nha anh chị. 40.000 một cái nha. 3 cái là 120. Hoặc là anh chị nào mình lấy một cái thì 40.000 cũng được nha. À rồi 120 em chốt cho chị Triệu này. Cảm ơn chị Triệu nhiều nha. Rồi đây anh chị, một cái tấm này, trời ơi nó đẹp cực kỳ luôn mà tiếc quá. Coi cái chuyện này anh chị. Đó, nhưng mà ở trên này nó bị lỗi nha. Cái này cũng phải mấy trăm ngàn mà nó bị lỗi một tí ở phía trong. Em bán rỉa cho anh chị mình 40.000 cho em mã lỗi. 40.000 nha anh chị, 40. Trời ơi, hồi nãy anh chị nào mình mua ba cái này ta. 40.000 cho em mã lỗi nha.
Dạ đơn 300.000 là đi nha anh Trần Lam. Cho em cái mã lỗi. Lỗi chốt cho chị Thanh Trúc nè. Ủa Thanh Trúc có đơn mình đâu đúng không? Rồi ba cái này anh chị đó, ba cái này em bán cho anh chị mình với giá hồi nãy anh chị nào mình mua hai cái ta. Hai cái bây giờ mình mua ba cái đi, ba cái này là 120.000 nha. Đó, ba cái bát. Ba cái bát pha lê mà sờ cừ cực đẹp luôn anh chị nha, 120. Cho em mã 120. Chị chưa gặp nhiều xuống đây. Ok chị Vân Lê, chị khách cũ, tí em làm chị rồi chị chuyển sau cũng được chị. Rồi 120 em chốt cho chị Phúc Trần. Cảm ơn chị Phúc Trần nha. Rồi hai cái bát này anh chị, hai cái bát pha lê này đẹp cực đẹp nha. Đó. Rồi hai cái bát pha lê này em bán cho anh chị mình 120.000 một cái, hai cái là 240. Cho em mã 240 anh chị, 240.000. Rất là đẹp luôn. Mã 240 bát này to chứ không phải nhỏ nha. 240. Mã 240 xung quanh hiền hoàng hết anh chị. 240.000. Mã 240 pha mấy cái đó từ từ. 240.000 anh chị cho em mã 240. Rồi 1. Bốn cái bát mọc. Bốn cái bát mọc này 40.000 nha. Cho em mã 40. 10.000 một cái nha. Lê Văn Hòa. Đơn của Lê Văn Hòa còn không ta? Mình chưa chuyển khoản cho em đúng không? 40 em chốt cho chị Oanh Lương. Rồi 1, 2, 3, 4. 5 cái này em bán cho anh chị mình 60.000. Cho em mã 60 anh chị. 60.000 5 cái lam nha. Cho em 5 cái lam này mã 60. Anh Cao Hưng Minh Hưng chuyển khoản giúp em nha. Anh chị nào mình khách mới là mình chuyển khoản giúp em. Rồi 60 chốt cho chị On Lương. Em cảm ơn chị On Lương nha. Rồi cái này anh chị, hai cái này em bán cho anh chị mình 70.000. Cho em mã 70. 70.000 nha. 70 em cảm ơn anh nhiều. 70 cho em mã 70 anh chị. 70.000. Mã 70. Chị đang thanh mình sale rồi, 70.000, hoặc là mình lấy một cái thì 35.000 anh chị. Một cái là 35.000, cái mọc rất là đẹp luôn anh chị. Một cái là 35, hai cái là 70 nha. Rồi bác chú Tiểu nè anh chị, đó bác xưa. Năm cái này em bán 35, em chốt cho chị Văn Anh một cái. Rồi năm cái này là 150 nha anh chị, cho em mã 150. 150.000 năm cái bát chú Tiểu rất là đẹp luôn. 150 mã 150 anh chị. 150.000. Mã 150 nha, mã 150, 30.000 một cái bát chú Tiểu cực đẹp luôn. 150. 150 em chốt cho chị Phúc Trần. Rồi cả nhà mình sale hết rồi. Rồi cái này em bán 100.000 một cái nha. Ấm mọc nha anh chị. Ấm mọc 100.000 một cái nha. Cho em mã 100. Chị chuyển khoản giúp em đi nha. Chị Lê Văn Hòa, tại vì bên em bán chuyển khoản trước là em mới ấy mà anh chị nào. Đơn của chị Lê Văn Hòa còn không em? Rồi cái này là chị chuyển khoản cho em rồi chị chốt nha chị. Nếu mà còn thì nhân viên của em sẽ tổng đơn luôn, còn nếu là không còn thì hôm nay chị chốt bên em sẽ để riêng cho chị. Rồi cái này là nếu mà mấy đứa nó nhắn qua cho chị là chắc nó vẫn còn á. Rồi 100.000 một cái nha anh chị. Cho em mã 100. Mã 100. Ba cái muỗng. Đó, 30.000. Mã 30. Ba cái muỗng 30. Mã 30 nha, ba cái muỗng sứ 30.000. Mã 30. Ba cái muỗng 30.000. Nguyễn Ánh Tiết mình sao rồi, em bán rỉa cho anh chị mình nè. 6 cái này nè nha anh chị. Đây.
6 cái sứ Pháp này, em bán cho anh chị mình 30.000 cái. 6 cái này là 1/8 này, cực rỉ luôn nha anh chị nha, 180.000. Này nếu mà bán rỉ thì 50.000 một cái, nhưng mà em bán bây giờ em bán hơn trăm tí, em bán rỉ cho anh chị mình 180.000 6 cái bát sứ Pháp nha anh chị nha. 180 cho em mã 180. 180.000 mã 180 anh chị. 180 em chốt cho Nguyễn Hải, Nguyễn Hải có đơn không? Nguyễn Hải. Nguyễn Hải vui lòng cặp giúp em 500.000 nha, rồi mình chốt tiếp. Nguyễn Hải. Nếu mà con ghi xì cua cho Tăng Trần luôn đi, con ghi Tăng Trần đi. Rồi em sẽ dự bị cho Tăng Trần nha, cặp giúp em 500.000. Nếu mà còn cuối live còn dư thì em sẽ trả lại. Rồi ba cái tô này em bán cho anh chị mình với giá là 105.000. Tô này mà 35.000 một cái nha anh chị, họ bán 70.000. Mình sale nha nha chị, mình sale nha. Rồi 105 cho em mã 105. 105k em chốt cho chị Ngô Quỳnh nha. Rồi. Ai chuyển khoản là báo với lại chị nha. Rồi cái này. Cái này một cái xô này em bán cho anh chị mình đây anh chị. Cái này em bán cho anh chị mình với giá là 200.000, to đùng luôn, cho em cái này mã 200. 200.000 nha anh chị, cho em mã 200, một cái xô rất là to này anh chị nha. Một cái cà mè 200.000, mã 200. 200 em chốt cho chị Triệu Bạch Ngọc. Ô em chào chị Bạch Ngọc nha. Rồi cái này anh chị, ba cái này em bán cho anh chị mình 40, mã 40. Em chào chị Tín Đồ mua sắm lâu quá mới thấy chị luôn á. Rồi 40 cho em mã 40 anh chị, 40 nha, mã 40 nha, 40 em chốt cho chị Ngô Quỳnh nè. Rồi hai cái ly nè anh chị, đó hai cái ly này em bán cho anh chị mình 40. Trời ơi, sorry cả nhà, cho em nói lại tí nha. Hai cái ly của anh, hai cái ly này em bán cho anh chị mình 100.000 nha, chưa qua sử dụng luôn á, 100.000, mới cực kỳ mới, chưa qua sử dụng mà em nó cái nắp cái đĩa nó nằm ở đâu mất tiêu nha. Cái này em bán xin phép cả nhà em bán 100.000 nha. Rồi cho em mã 100. 100 em chốt cho chị Thúy, chị Đức Triệu mình sao rồi không, chị chốt sau á chị chốt sau nha. Rồi cái này 1, 2, 3, 5 cái này em bán cho anh, 6 cái này em bán cho anh chị mình 125.000. Đây mã 125, 125k nha anh chị, 6 cái bát nha, 6 cái bát mọc nè anh chị, 25.000 một cái nha. 6 cái bát mọc là 125. Cho em 6 cái bát mọc này mã 125 anh chị. 125k cực đẹp. Em mã 125. Em chốt cho chị Oanh Lương, em cảm ơn chị Oanh Lương nha. Rồi cái này là, ô cái này là của Fran luôn anh chị nha. Cái này là của Fran của Pháp. Rồi cái này em có 5 cái này em bán cho anh chị mình 100.000 cho em. Ô quá rỉ luôn, của Fran 100. Em chào anh Võ Hiền nha. 5 cái đĩa cá của Fran mà 100.000, quá rỉ nha anh chị. Cho em mã 100. 100 em chốt cho chị Tiến Đồ mua sắm. Rồi cái này 5 cái anh chị. Đó, 5 cái nha. 5 cái. 5 cái này em bán cho anh chị mình với giá là 120. Mã 120. Rất là đẹp nha anh chị, 120.000. Xung quanh miền nha, mã 120. 120.000. 5 cái trắng nha, trắng xung quanh miền vàng. Rất là đẹp. Rồi 120 em chốt cho chị Văn Lê. Cảm ơn chị Văn Lê nhiều nha. Rồi em lên 4 cái bát chú tiểu. Đó. 4 cái bát chú tiểu to đùng nha. 4 cái, 1 cái. 2 cái anh chị, 2 cái nha. 3 4. Em thấy có một cái nào mới cầm thấy nó hơi bị chặt coi.
một cái nào nó hơi bị tấp ở dưới đáy một tí nha. Hồi nãy em nhớ em thấy có thấy rồi, em báo có một cái là nó hơi bị tấp nhưng mà em giờ sao em không chưa thấy thôi. À, cái đây không phải, đó một tí xíu như vậy nha, nên em sẽ bán rỉ cho anh chị mình. Rồi bốn cái này nha, em bán cho anh chị mình coi như em bán ba cái, em tặng một cái đây. Ba cái này em bán cho anh chị mình với giá là 300.000 nha. Cái này tặng một cái, chỉ có bị một tí xíu chỗ này thôi, cho em mã 300. Bác này là bác chú tiểu lớn nha anh chị nha, bác chú tiểu lớn. Ba cái này là 300.000, em tặng một cái. Rồi cho em mã 300 anh chị. Rồi 300 em bán cho chị Văn Lê, con ghi cái này là tặng nha con. Rồi ok anh chị. Rồi 1, 2 cái này. Đó 30.000, cho em mã 30. Anh đo tô mình sao rồi. 30 anh chị, cho em mã 30. 30.000. Ba chục ngàn nha anh chị, cho em mã 30. 30.000. Rồi ba xét ly. Đây 1, 2, 3. Ba xét ly anh chị. Đó ba xét ly, 4 cái đĩa nha, dư 4 cái đĩa. Đó. 3 xác ly với 4 cái đĩa. Dạ có nha. Hồi nãy cái khách mới, khách nào mà chưa chuyển tiền là con bỏ liên qua cho cái người sale luôn nha. Rồi. Này anh chị, đó. Này em bán cho anh chị mình với giá là 200.000. 3 xác ly với lại 4 cái đĩa nha anh chị. Cho em cái này mã 200. Mã 200 cực đẹp nha anh chị. Cái này là hàng xưa. Hai trên ngàn em chốt cho chị Nguyễn Nga. Nguyễn Nga có đơn mình rồi đúng không? Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Nga nha. Con ghi 4 đĩa nha con. 4 đĩa. Đây. Bình này ngũ sắc nha anh chị, chưa qua sử dụng. Bình này em bán cho anh chị mình với giá là 190.000. Đem cái bình này mã 190 anh chị, 190.000, đẹp luôn. Truyện vuông nè anh chị, truyện Cotani vuông nha. 190, cho em mã 190. 190.000, thật đẹp. Mã 190 nha anh chị, 190. Cho em cái bình này mã 190. 190.000. Em chào chị Nguyễn Thúy. Rồi một cái ly nè anh chị. Ly này em bán cho anh chị mình 25. Cho em cái ly này mã 25 nha. 25k. Đây mã 25. Rồi một cái ly Sino 20.000. Cho em cái ly Sino này mã 20. 25 và 20 nha anh chị. Đó một cái này mọc chuyện đây 25 em chốt cho chị On Lương, chị Nguyễn Thủy mình sao rồi. Cái ly Sino này 20 nè anh chị. Ba cái này nó đẹp nha. Đó anh chị, này mọc chuyện cực kỳ đẹp nè anh chị. Đó mọc chuyện nha, cái chuyện nó như vậy cực kỳ đẹp. Rồi ba cái này em bán 100.000. Cho em ba cái này mã 100. 100k nha anh chị. Cho em cái này mã 100, cực đẹp luôn. Mã 100 ba cái, 100k trang mã 100. Rồi hai cái đĩa gà xưa nè anh chị. Hai đĩa này em bán cho anh chị mình 80, cho em mã 80. 80.000 nha. Cho em mã 80 anh chị, hai cái đĩa gà xưa 80.000. 40.000 lần một cái, cực rẻ luôn nè. 25 chị đang thanh mình sale nha, hai cái này 80 nha anh chị. Cho em mã 80, 80 nè. Cho em mã 80. Cho em mã
80 em chốt cho anh Long tô. Rồi em lên một cặp bình này chị đó. Cặp bình này nha. Rồi. Anh chị, cặp này em bán cho anh chị mình là cặp này rất là đẹp nha. Cặp này em bán cho anh chị mình với giá là 400 ngàn cặp nha, cho em mã 400. 200 ngàn một bình, một cặp là 400. Cho em cái cặp này mã 400 anh chị. 400 ngàn. Cực đẹp nha, cho em mã 400. Mã 400 hoặc là mình lấy một cái là 200 nha anh chị. Một cái là 200 và một cặp là 400. Cho em mã 400. Mã 400. 400 ngàn. Chấm chấm giúp em anh chị nha. Anh chị mình ở trong live mình chấm giúp em nha anh chị. Rồi 1 2 3 4. Đây. Rất là đẹp nha anh chị. Đó. Bốn cái này em bán 120. Có mình rất là. Dạ có nha. Rồi em cảm ơn Võ Hiền, chị Thí, chị Hoa Trần nha. Chốt một bình rồi. Ok, chốt cho chị Huỳnh Thị Ngọc Ánh. Chị Huỳnh Thị Ngọc Ánh ơi, chuyển khoản giúp em nha. Huỳnh Thị Ngọc. Hả? Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng cặp 300 rồi 300. Huỳnh Thị Ngọc Ánh này. Rồi chị Huỳnh Thị Ngọc Ánh ơi, cặp giúp em nha, cặp giúp em 300 ngàn. Rồi cái này anh chị, cái này em bán thôi, em bán cái này cho anh chị mình với giá là 100 ngàn, cho em mã 100 đi. 100k cho em mã 100 anh chị. 100k cực đẹp luôn nha. 4 cây bắt mọc. Cho em mã 100. Rồi em lên một cái bình. Rồi ok chị Nghĩa Hằng, em mới nhận được tiền của chị rồi. Cảm ơn chị nhiều. Bên nhân viên em báo rồi. Rồi cái bình này em bán cho anh chị mình 200. Cho em cái bình này mã 200. Mã 200. Cho em mã 200. 200 ngàn cực đẹp. 200 ngàn. Có tô canh phát. Có nha chị, con ra con lấy một đống, em ra em lấy một đống phát. Tô á. Rồi 200 em chốt cho chị Nguyễn Ánh Tiết. Nguyễn Ánh Tiết khách mới đúng không con? Chị Nguyễn Ánh Tiết ơi, vui lòng cặp giúp em nha. Con ghi cho chị Văn Lê, con hỏi chị Văn Lê. Nguyễn Ánh Tiết cặp giúp em 500 ngàn đi chị, 500 hoặc là 300 rồi mà chốt tiếp nha. Nguyễn Ánh Tiết. Rồi nếu mà chị không cặp thì em chốt cho chị Văn Lê nha. Rồi đây anh chị đó, hai cái mọc cực đẹp. Em bán cho anh chị mình hai cái mọc quả sò nha. Rất là đẹp chuyện nè anh chị. Trong này cua nha, 70 ngàn. Cho em mã 70. Em chào anh Phạm Đồng Từ. 70. 70 nha anh chị, cho em mã 70. 70 ngàn cực đẹp. Cho em cái này mã 70. Hai cái con cua. Hai cái con cua 70 ngàn. Cho em hai cái con cua này mã 70 nha. Mọc rất là đẹp luôn anh chị. 70 ngàn nha anh chị. Cho em mã 70. 70 ngàn. Rất là đẹp luôn. Cho em mã 70. Đây em lên hai cái dầm. Hai cái dầm xưa nha. Em khui ra em chưa rửa luôn á. Hàng của em khui ra là em like luôn, em không có rửa. Nên cảm ơn anh Phạm Đồng Tường. Nên mấy anh chị mình về mình rửa ra là nó sẽ đẹp hơn nha mấy anh chị. Nó sẽ đẹp hơn cái lúc em like luôn. Rồi hai cái dầm này em bán cho anh chị mình với giá là 170 ngàn một cái nha. Hàng này xưa 170 ngàn. Em anh chị nào mình lấy hết thì cho em mã 340 hoặc là mã 170. Rất là đẹp nha anh chị. 170 ngàn một cái nha. Mã 340 hoặc là mã 170. Này em lo cho anh chị mình cái này là tới 18 năm nha anh chị. Cảm ơn cô Hoàng Thiện nha. 170 em chốt cho chị Huỳnh Hương. Chị Huỳnh Hương mình lấy một cái hay là hai cái chị? Con cảm ơn cô Hoàng Thiện nha. Rồi cảm ơn mấy cái hàng hàng ngũ sắc với mấy cái hàng đắt tiền em để một bên. Để một bên riêng, riêng ra một bên bên hông á. Rồi cái này anh chị đó, năm cái xứ Pháp này. Rồi ok chị Hình Hương nha. Rồi 1 2 3 4 5.
Đây, 5 cái tô Pháp nha. 5 cái này em bán cho anh chị mình với giá là 220. Đem mã 220, rất là rẻ luôn nha anh chị, 220 nè. 5 cái tô Pháp to nha, 220. Mã 220 anh chị, 220 nè. 220. Rồi hai cái này em bán cho anh chị mình 220, em chốt cho chị tốt không? 70.000 cho em mã 70. 70. Rồi một cái tô đã to đùng nha. Lấy một mớ nữa. 70 anh chị, 70 nha, cho em hai cái này mã 70. Cầm cầm. Rồi, em lên tiếp cho anh chị mình 70, em chốt cho chị tâm trần. Đó. Một cái dầm rất là đẹp anh chị đó nha. Dầm này em bán cho anh chị mình 250. 250 nha. Này là 24-25 anh chị nha. 250.000, thật đẹp nha anh chị, 250. Cho em cái dầm này mã 250. 250 em chốt cho anh Phạm Đồng Tường. Cảm ơn anh Phạm Đồng Tường. Rồi một cái bình mộc. Bình mộc này em bán cho anh chị mình với giá là 100k. Cho em mã 100. 100k một cái bình mộc đẹp nha. Cho em cái bình mộc đó mã 100. Mã 100. Thu vỏ. Tới nay em chưa nhận được hàng á chị ơi. Hàng của chị thu vỏ đi mấy ngày rồi ta? Rồi ok chị, để em kiểm tra lại nha. 100.000 anh chị cho em cái bình mộc này mở 100 nha. Mở 100. Rồi cái này. Ô cái này hồi nãy chị on lương chị lấy 2 cái, bây giờ chị lấy 1 cái, giờ chị lấy 2 cái nữa nha chị. Nha. Hai cái này em tính cho chị 55. Em ly đi nha. Rồi cái này tính cho chị on lương 2 cái 55.000 thôi, nãy một cái 30, bây giờ tính chị 2 ly 55. Rồi một cái ly bigen. Đó. Của chị Thí. Ly này to đùng nha. Cái ly này thôi em lấy cho chị 50.000 đi, ghi cho chị Thí 50.000 cái ly bigen. 50. Rồi một cái ly này. Cảm ơn chị nha. Ly này em bán cho anh chị mình 25k nha anh chị nha. Cho em mã 25, em chốt cho chị rồi chị. Rồi cái này xuồng nè anh chị nha, 1, 2, 3, 4, 4 chiếc xuồng rất là đẹp luôn. 4 chiếc xuồng này em bán cho anh chị mình với giá là 200.000, cho em mã 200. 25 em chốt cho chị on lương. Cảm ơn chị on lương nha. 200.000 nha anh chị, 4 chiếc xuồng to đùng nha. Cho em cái này mã 200. Mã 200 nha anh chị, 200.000. 4 cái đĩa. 4 cái đĩa Pháp chiếc xuồng to. 200 em chốt cho chị Thanh Trúc. Rồi cái này anh chị, đó, một cặp này cặp bình nha. Bình này em bán cho anh chị mình với giá là thôi một cặp này em bán cho anh chị mình với giá là 100.000 đi, cho em mã 100. Mã 100 nha, 50.000 một cái bình, rất là đẹp luôn. Cái này em có nhiều nè anh chị nha. 50.000. Cho em mã 100 anh chị, 100. 100k cho em mã 100. Rồi em lên một cái hộp gỗ nha anh chị. Hộp gỗ mình đựng gì mình đựng nha. Hộp gỗ này em bán cho anh chị mình đây. 70 cho em cái hộp gỗ này mã 70, rất là đẹp nha, gỗ của Nhật nha anh chị. 70.000. Mã 70. 100 em chốt cho chị Đan Thanh. Rồi 70.000 nha. Mã 70 nha anh chị. 70 chốt cho chị on luôn. Em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chị người buồn nhà mình sao nha. Cái này em có cạch nè anh chị nha. Cái này em khui được cái cạch này. Đó. Em chưa rửa luôn nha. Cái này những cái này anh chị mình về rửa là nó cực kỳ mới, cực kỳ đẹp. Rồi hai cái dầm trà. Này mình làm đĩa cảnh cũng được, mình làm dầm trà cũng được nha anh chị. Mình làm cái chậu thả hoa cũng được. Này là 24 hơn. Rồi em bán cho anh chị mình với giá là 300.000 một cái nha. 300.000 một cái anh chị. 300.000 một cái gì ta? Chị đang tham gia hỏi cái gì ta?
Rồi 300 ngàn một cái nha anh chị. Cho em mã 300. Một cái dầm trà là 300, hai cái là 600 nha. Rất là đẹp anh chị nha. Cái này mình làm cái thả hoa cũng rất là đẹp. 300 ngàn. Cho em mã 300 nha anh chị. 300 ngàn. Rồi một cái đĩa mộc 65k. Cho em mã 65. À 300 xẹp 1. Em chốt cho chị Hạ Pha. Rồi cái này là 27. Còn một cái để 65k anh chị. Cho em mã 65. Em chào chị Thí nha. 65k. Cho em cái này mã 65. Rồi một cái bình ngũ sắc. Đây. Cái này, bình này em bán cho anh chị mình 65. Nghĩa Hải, Nghĩa Hải có đơn chưa con? Hả? Ờ, máu chốt nữa. Máu chốt đây hả? Nghĩa Hải cặp tiền mình chưa? Anh Nghĩa Hải ơi, anh cặp giúp em nha. Nghĩa Hải, khách mới, vui lòng cặp giúp em nha. Rồi cái này anh chị, cái này em bán 150, mã 150. 150 ngàn, mới, chưa qua sử dụng nha. 150. Anh Nghĩa Hải khách mới, vui lòng cặp giúp em mới chốt được cho anh nha. Rồi 150 anh chị, cho em mã 150. 150 nha, 150 em chốt cho chị Hạ Pha. 30 lái hai cái nha shop. 30 là cái nào ta? Anh Nghĩa Thị Kiên Cường. 30 lái hai cái là cái nào ta? Nghĩa Hải, con chuyển cái số tài khoản qua cho Nghĩa Hải cọc đi con. 30 là cái nào mà kêu 30 lấy hai cái con? 30 là cái nào cả nhà? 2 2 4 6 8 10 12 14 cái. 140 ngàn, mã 140 nha anh chị. 140. Cái này cái đĩa 6 cạnh này rất là đẹp, 8 cạnh nha anh chị. 8 cạnh 100. Ủa, cái này mới nói như 140 hả? Rồi 140 ngàn. Dạ bên em 1,5 triệu trở lên em mới miễn ship nha anh. Còn dưới một nha chị, 1,5 triệu trở lên em mới miễn ship. Còn dưới 1,5 triệu là em không có miễn được cho mình nha. Rồi 140 ngàn. À ok chị Tố Học. Rồi cái ly này 20 ngàn. Cho em mã 20. 20 ngàn. Rất là nhiều đồ đẹp anh chị. Nhiều đồ đẹp lắm. Em chào anh Quang nha. Rồi một cái này 25k nha. Một cái bình nè anh chị. 20 em chốt cho chị On luôn. Đó một cái bình dáng một cái ông nha, giống như ông già Noel khoảng ta. 25 nha anh chị. Cho em mã 25. Mã 25. Nha anh chị, 25k thành một cái bình một ông già Noel này. 25. Rồi cái này cắt nó ra. Rồi 1 2 3 4. Ồ, 4 cái chân cao mọc cực đẹp luôn nè anh chị. 4 cái này em bán nha anh chị mình 160 nha anh chị. Cho em mã 160. 40 ngàn một cái nha. 4 cái là 160 anh chị. 4 cái ly chân cao nha. Có nồi sứ 25 chốt cho chị Đan Thanh. Nồi sứ hả chị? Hình như cũng có. Rồi cái này là 160 ngàn anh chị. Mã 160 nha. 160. Mã 160. Rồi 1 2 3 4. 4 cái này em bán 60 ngàn. Cho em mã 60. 4 cái 60 nha anh chị. Cho em 4 cái này mã 60. 4 cái 60 ngàn. Cho em mã 60. 160 em chốt cho Trâm Nguyễn Thị. 60 em chốt cho Tâm Trần. Rồi Trâm Nguyễn Thị khách mới, chuyển thuật giúp em nha. Trâm Nguyễn Thị. Trâm Nguyễn Thị.
Trâm Nguyễn Thị khách mới cặp giúp em nha. Hồi nãy anh Nguyễn Hải cặp chưa ta? Ai khách mới con, khách nào cặp báo dưới gì nha con. Rồi anh Nguyễn Hải nhắn cái số tài khoản qua cho Trâm Nguyễn Thị đi con. Rồi cái này là ba cái ly xưa nè anh chị, ba cái ly xưa nha. Ba cái ly này em bán cho anh chị mình 40, cho em mã 40. Ba cái ly xưa 40 ngàn, cho em mã 40 anh chị, 40 ngàn, 40 em chốt cho anh qua. Rồi cái này anh chị đó, một cái mọc này anh Nguyễn Hải mình sell cái mọc này em bán cho anh chị mình 30, cho em mã 30, 30 ngàn nha anh chị, cho em mã 30, 30 ngàn. Rồi hai cái 30 em chốt cho anh qua. Hai cái bát ngũ sắc 80, hai cái bát ngũ sắc 80 ngàn nha, cho em mã 80. Hình nào mình sell nha, 80 ngàn, cho em mã 80 anh chị, 80, mã 80. Rồi 1, 2, 3, 4, 4, 3. Cái này là em có là cái này là 5 cái nè anh chị đó, 5 cái nha, cái này là 4 cái và cái này là 3 cái, tổng cộng là 12 món, 12 món nha anh chị, 12 món, 12 món này em bán cho anh chị mình với giá là 90 ngàn, cho em mã 90, 90 ngàn, 12 món rất là đẹp nha, 12 cái chén chấm cực đẹp luôn, 90, mã 90 nha anh chị, 90 ngàn, cho em mã 90, 90 ngàn, cho em 12 món này mã 90, 90 em chốt cho Trâm Nguyễn Thị. Con bắn cái số tài khoản qua cho Trâm Nguyễn Thị gặp với con. Không nhận được tin nhắn. Ủa không nhận được tin nhắn hả? Chị Trâm Nguyễn Thị ơi, bên nhà, em báo nhân viên báo mà không nhận được tin nhắn của chị nha chị. Nha chị coi chốt quá thì chị gặp giúp em đi, em mới chốt nữa cho mình nha. Rồi. Đó. Rồi, hôm nay ở trên live khách nào mình không ấy thì mình rồi ok chị. Mình khách nào mà không chuyển khoản thì mình khoan làm việc luôn đi con nha. Rồi cái này anh chị, cái này em bán cho anh chị mình xấu cái này 300 ngàn, cho em mã 300, cực đẹp luôn anh chị, 300 ngàn, 66 cái đĩa nha, cho em 6 cái đĩa này mã 300, 50 ngàn một cái, rất là to, 300k nha anh chị, 300, cho em mã 300. Hoặc là anh chị nào mình lấy 300 em chốt cho Nguyễn Hải. Em cảm ơn Nguyễn Hải nha. Rồi cảm ơn Nguyễn Hải rất là nhiều. Đây em lên hai cái này đó, đẹp chưa mấy chị, hàng xưa nha, xem mình trên kệ sơn mình trên cùng đối diện ngồi á. Chưa lấy được nha anh Bích Trần, qua tí nữa nè anh, hàng nhiều quá em chưa vô được. Mấy anh chị coi hàng nhà em từ trong ra ngoài em khui 4 tấn mấy hàng, mấy anh chị mình nghĩ thôi, khui hàng cũ của em là đã ngập nhà rồi mà em khui nữa thì cỡ nào, nên rất là nhiều nên anh chị mình thông cảm, tí em vô nha. Rồi cái này là 21 x 21 đĩa vuông xưa nha. Đây dạ em ở Hoài Nhơn Bình Định anh. Rồi cái này em bán cho anh chị mình một cặp này cực đẹp nha, cặp này em bán cho anh chị mình với giá là 500, cho em mã 500, quá rẻ luôn anh chị, 250 ngàn một cái đĩa vuông, một cặp là 500 ngàn, cho em cái cặp này. Không chị chuyển khoản giúp em nha, chuyển khoản em mới chốt được nữa, tại vì chị thông cảm, tại vì Tết rồi. Trâm Nguyễn Thị nha, chị chuyển khoản, chị vui lòng chuyển khoản đây em mới chốt được nữa nha chị, tại vì Tết rồi. Hoặc là anh chị nào mà lấy một cái là 250, một cái là 250, còn một cặp là 500 ngàn. Rồi một cái đĩa mộc 30 ngàn anh chị. Rồi hai cái đĩa lam 70, hai cái đĩa lam 70 và một cái đĩa mộc 30.
đĩa lam 30, 70 và đĩa mộc 30 nha. Rồi một bình đó như hôm trước anh mua. Bình này lớn hơn anh, bình này lớn hơn nha. Anh mua đi thành một cặp. À vậy là anh hỏi cái bình đó đúng không? Bình 7 vị thất phúc thần á. Rồi bốn cái này em bán cho anh chị mình 1 trên 10 ngàn. Con nói bình đừng cầm đánh đi. À đúng rồi chị. Thì con gái Bình Định ngày xưa cầm roi đánh quyền chứ bữa nay ngày nay Bình Định đánh chồng. Bữa nay đánh chồng chứ không còn đánh quyền nữa chị. Rồi cái này. Cái này em bán 1 trên 10k 4 cái đĩa nha anh chị, cho em mã 110. 110 nha anh chị, 1 trên 10 hữu đựng đường. Hữu đựng đường ta. 110 cho em mã 110. Rồi một cái ly xưa nè anh chị nha. Đó 20 ngàn nha. Cho em cái ly này mã 20. 20. Nhiều lắm. Trời ơi hàng em khui vi la luôn. Toàn là hàng đẹp không á mấy anh chị. Ok chắc thước 20 em chốt cho anh Quang. Rồi. Đó cái này đẹp nha. Cái này hàng của đây hàng cực đẹp nha anh chị. Cái này em bán cho anh chị mình 100 ngàn. Đó một cái hoa nha. Cái này mình để cái cây là rất là đẹp. 100 trên cái này mã 100. Rồi 100k nha. Cho em cái này mã 100 anh chị. Đẹp chưa. Mã 100 em chào chị Thí nha. 4 cái chén xưa nè anh chị. 4 cái chén xưa nha. 4 cái chén xưa này em bán cho anh chị mình với giá là 110k. Cho em mã 110 nha anh chị, 110. Mã 110. Rồi em cảm ơn chị. 110 nha anh chị, 110 mã 110 để em lên cái món gì xinh xinh cho anh chị mình hứng thú một tí ta. Rồi để em lên cái món gì xinh xinh nhỏ nhỏ nha, 110 em chốt cho chị Nguyễn Thí. Rồi đây nè anh chị, đó, 1 nha. Hoàng đỉnh nè anh chị. Đó 1 2 3 4 5 6. 6 cái này em bán cho anh chị mình với giá là 170 ngàn. Cho em mã 170 coi có chuyện nè anh chị. 170 nha. 6 cái bát. Cho em mã 170. 170 ngàn. Phúc Viên Lưu. Phúc Viên Lưu khách mới. À lên hàng đọc với anh. Hàng đọc em nhiều lắm mà. Phúc Quang Lưu vui lòng chuyển khoản giúp em nha anh. Phúc Quang Lưu hồi nãy giờ có ai chuyển khoản nữa chưa vậy? Ai chuyển khoản báo chị nha. Ai chuyển khoản mà khách mới là báo chị, còn khách cũ là. Rồi. Lên hàng tặng đi shop. Tặng rồi tặng không? À nếu mà anh không chuyển khoản thì em chốt cho chị con ghi xe cua cho chị đất triệu đi. Rồi, chuyển khoản mấy anh chị mình khách mới chuyển khoản nha. Rồi Phúc Quang Lưu cho số tài khoản Phúc Quang Lưu đi con. Rồi cái này anh chị nào mình thích cho em mã mộc. Em tặng nha anh chị, cho em mã mộc. Tặng nha, tặng mã mộc anh chị. Rồi cái này là hàng của Mỹ nha. Số tài khoản rồi ok. Bên em cho số tài khoản đi. Đó. Mã mộc, mộc chốt cho anh Quang. Rồi cái này anh chị này em bán 150 ngàn. 5 cái bát Mỹ nha. 5 cái bát Mỹ xà từ Mỹ. Quá rỉa luôn anh chị. 150 nha anh chị. Cho em mã 150. Cả nhà mình sao hết nha cả nhà. 150. Mã 150 anh chị. 150 ngàn. 5 cái bát xà từ Mỹ. Rồi cái này anh chị. Cái này mình một cái hũ nha. 150 cho chị Ngô Quỳnh Ngà Nguyễn Hải mình sao rồi. Rồi cái hũ này em bán 70 ngàn. Hũ này to nha anh chị, 70 trên mã 70. Đó, 70 ngàn. Mã 70 anh chị, 70 nữa không? Rồi một cái cha quan. 70 chốt cho chị Nguyên Vũ. Cảm ơn anh Xuân Phát nha. Hồi bữa anh
nhắn tin chị mới nhớ anh á, còn thiếu anh cái món gì đó. Rồi cái này đó, cái chuyện này đây, đây nha anh chị, nó có một cái tóc như vậy. Em bán cho anh chị mình 60.000 cho em mã tóc nha. Rồi ok, bên em có nhân viên nhắn qua liền cho anh đó nha anh. Trúc Văn Lưu, nhắn qua cho Trúc Phúc Văn Lưu nha con. 60 ghi mã lỗi cho chị ở Lưu nha con. Rồi em cảm ơn chị. Đây hai cái này anh chị, hai cái này là của Australia nè anh chị, một cái gạt tàn và một cái đĩa nha, một bộ như vậy. Bộ như vậy em bán cho anh chị mình với giá là 150, mã 150 nha anh chị, 150, mã 150. 90 là cái gì ta? Rồi 90 mình à, dạ có nha chị Tú Nghĩa Thanh, 150.000. Cái này là hàng của Australia, rất là đẹp nha. Cái này là một cái gạt tàn và một cái đĩa, 150. Bộ này cho em mã 150 anh chị, 150. Em chào Nguyễn Thị Kiên Tường nha. Rồi bốn cái tô lam nè anh chị, đó lam full lam trong ngoài luôn nha. Bốn cái này em bán cho anh chị mình với giá là 220.000 anh chị, full trong full ngoài. Cái này là tô này mình ăn mì ăn phở rất là đẹp nha, 220 cho em mã 220 em chốt cho chị Phúc Trần. Rồi cảm ơn chị Phúc Trần nha. Rồi hai cái tô nè chị, hai cái tô này to đùng nha. Đó, hai cái tô này rất là lớn nha. Hai cái tô này em bán cho anh chị mình với giá là 220, cả nhà mình sale hết rồi. Hai cái tô này em bán với giá là 70.000 một cái, hai cái là 1.4. Mã 140 nha. 140 nha anh chị. Mã 140. Nói hướng cho chị để biết đây. Thủy Thủy nói chú cho 140 em chốt cho chị tính đồ mua sắm. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi đây anh chị, một cái đĩa của Noritake. Rồi cái đĩa này em bán cho anh chị mình 70.000, 70 nha anh chị, 70 nha, cho em mã 70. Một cái tô mọc 200, cho em cái tô này mã 200, 200.000. Hậu con lấy cái nước lấm lấm đó. Rồi hai lê mình sâu nha, cái này 70.000 nha anh chị, 200 em chốt cho chị Phúc Trần nè. Rồi còn cái này là 70.000 nè anh chị, cho em mã 70, 70 nha, mã 70 nha. Em chào Bình Minh nha. Rồi 1, 2, 3, 4, 4 cái đĩa xưa, 5 cái 120, mã 120 nha anh chị. Không, chị chuyển tiền giúp em nha chị. Tại vì chị thông cảm, tại vì bây giờ Tết rồi. Có nha chị, mình bông gốm em nhiều lắm. Rồi 120.000. Ủa sao chờ hồi không thấy số tài khoản của chị Phúc Văn Lưu vậy? Nhắn cái số tài khoản qua chị chờ nãy giờ chị chuyển khoản mà mấy đứa. Phúc Văn Lưu đúng không? Ờ. Công nhận nhé, đang ở chế độ Messenger của Facebook khác rồi. Ủa mà chị bên nhân viên của em báo là chị đang ở chế độ Facebook khác nha, không nhận tin nhắn được á chị. Chị vui lòng chuyển khoản giúp em nha. Em mới chốt tiếp cho chị được. Rồi em chào chị Tịnh Tâm. Rồi cái này em bán 120.000 á chị, cho em cái này mã 120 nha. Nem cái đĩa xưa. 120. Mã 120. Đang like, đang like là sao ta? Rồi cái này anh chị đó. Rồi 120 em chốt cho chị Tình Tâm.
bốn cái pha lê cực đẹp anh chị. Bốn cái này em bán cho anh chị mình với giá là 140, mã 140 nha. Bốn cái bát pha lê này anh chị, 140. Cảm ơn chị Thúy nhiều. Rồi cái này em bán 140 nha anh chị, mã 140, bốn cái bát pha lê cực đẹp luôn, 140.000 em chốt cho anh Nguyễn Hải. Cái này bỏ ra. Rồi 5 cái nha anh chị, 5 cái bát lam nha. 5 cái này em bán cho anh chị mình 150. 150 5 cái bát lam nha, 150.000. Mã 150 nha anh chị, 150. Cho em 5 cái bát lam này mã 150. 150.000. Mã 150, 150 5 cái bát lam. Mã 150. 150.000. Đang xem chị like đó chị. Em đã cho. À, nhắn tin qua cái số điện thoại của chị chuyển khoản cho em. Cái số điện thoại của chị á. Rồi đây anh chị, đó. Em cảm ơn chị nha. Rồi cái này to nha anh chị. Này là một cái thốn ngũ sắc rất là to. Cái này là 14 nha. Cao là 8.5. Rồi cái thố này em bán cho anh chị mình 320.000. Rỉ quá rỉ luôn anh chị. Cái thố này to đùng nha, 320.000 chứ không phải cái thố nhỏ đâu. 320 cho em cái thố này mã 320. 320. 320 em chốt cho chị Nguyễn Thúy. Em cảm ơn chị Nguyễn Thúy nha. Rồi bốn cái này anh chị, đó bốn cái tâm thái nha. Bốn cái này em bán cho anh chị mình bốn cái tâm thái xưa 320 Ngô Thanh Văn mình sao. Rồi bốn cái này em bán cho anh chị mình với giá là 145.000, một cái là 180 anh chị, mã 180. 180.000 cực đẹp luôn anh chị, 180 nha. Cho em bốn chị em cảm ơn chị Bạch Ngọc. Rồi 180 em chốt cho chị Ngô Quỳnh Ngà, chị bận đó chị. Rồi cảm ơn cả nhà. Đây một cái ly nè anh chị, đó ly này em bán cho anh chị mình 20.000, mã 20 nha cả nhà mình, sâu nha cả nhà, 20, mã 20, 20.000. Ôi trời ơi cái này nó đẹp nha anh chị, đó cái này một cái tấm nha, 20 em chốt cho chị Tân Trần. Anh chị một cái rót này chị Đăng Thanh mình sao nha, cái rót này em bán cho anh chị mình đây 40 nha, cho em mã 40. Hai cái này cho em mã 04, 40 và 04 nha anh chị, 40 và mã 04. Hai cái này 40 cho em 40 em chốt cho chị Thúy này. Rồi Bích Trần Văn mình sao nha anh. Rồi cái này cho em mã 04, hai cái 04, 40.000. Cái này là một cái ly rất là đẹp luôn, em cho chị Tịnh Tâm. Em cái này mã 04 anh chị, bình bông sau lưng. Lấy mấy cái bình bông ở ngoài con, chứ cái bình bông sau lưng này vô chưa vô được đó chị ơi. Rồi cái này, đó này anh chị, đó cái này ngũ sắc nha. Ba cái này em bán cho anh chị mình với giá là 100.000, cho em mã 100. Ba cái ly ngũ sắc rất là đẹp luôn, cho em cái này mã 100. Có nha chị, có mình bông to, nó nhiều lắm chị. Rồi 100 em chốt cho chị Tịnh Tâm. Em cảm ơn chị Tịnh Tâm. Rồi hai cái thố mộc nè anh chị. Đó, hai cái thố mộc nha. Hai cái thố mộc. Hai thố này em bán cho anh chị mình với giá là 140.000, mã 140, 140 nha. Cảm ơn chị Thì Dương nha. Rồi 140 nha anh chị, 70.000 một cái thố mộc này anh chị, có chuyện này. Đó, 140 cho em mã 140 anh chị,
140 em chốt cho chị Phúc Trần. Cảm ơn chị Phúc Trần nha. 5 cái bát hũ sắt nha chị. Cái này hình như có cái tô nữa. Cái tô nữa đâu ta. Rồi thôi cứ tạm thời bán 5 cái bát hũ sắt đi, có tô nữa đó. Hai cái trước mặt con á. Đó, đúng rồi. Rồi. Ba cái mọc nè anh chị, ba cái này em bán cho anh chị mình 60.000 anh chị, cho em mã 60. Cho em cái này mã 60 nha anh chị. Ba cái 60.000. Cảm ơn chị. Hoa Thị Nguyễn. Chị Hoa Thị Nguyễn, số điện thoại ghi chị Hoa Thị Nguyễn đi. Hoa Thị Nguyễn, nhắn cho số điện thoại của chị Hoa Thị Nguyễn qua em. Chị cho chị chuyển khoản. Rồi. 60 chốt cho chị Hai Lê. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thực tế là em mong anh chị mình thông cảm giúp em. Tại vì bên em một ngày em làm đơn rất là nhiều, chứ không phải là bên em ít. Một ngày bên em là trung bình là 100 mấy hơn. Nên em làm đơn cho những anh chị mình đã chuyển khoản đã rất là khổ sở rồi, mà anh chị mình phải chờ một số anh chị mình chưa chuyển khoản, phải chờ anh chị mình xem tin nhắn rồi anh chị mình đọc rồi anh chị mình trả lời rồi anh chị mình mới chuyển khoản, là 4 giai đoạn. Chị Phúc Quang Liêu, chị biểu cho cái số nhắn qua điện thoại cho chị đi em. Cái số điện thoại con đưa, cái số điện thoại cho chị. Rồi cái bộ này anh chị, đó, bộ này nha. Bộ này em có hai cái tô hũ sắt đen nè anh chị. Và 5 cái bát anh nha, 5 cái bát. Bộ này em bán cho anh chị mình với giá là 400.000, hai cái bát to nha. 400.000 cực rẻ luôn nha anh chị, 400 cho em cái bộ này mã 400. Mã 400, một bộ 5 cái bát anh và cho hai Lê số tài khoản luôn nha. 13. Cho hai Lê số tài khoản luôn. Rồi 400.000 nha anh chị, cho em cái này mã 400, hai cái bát và 5 cái bát anh. Bộ này 400.000 anh chị, hai cái bát ngũ sắc và 5 cái bát ăn cơm. 400.000. Mã 400. Rồi hai cái bát xưa nè anh chị, đó. 400 em chốt cho Bình Minh. Rồi Bình Minh khách mới, vui lòng chuyển khoản giúp em nha chị. Đây Bình Minh này, 14 là Bình Minh này. Rồi. Em ghim cái số tài khoản lên like luôn đi em. Rồi, hai cái này. Trâm Thị Nguyễn. Trâm Thị Nguyễn chị cặp rồi hả? Rồi, chị Câm Trâm Thị Nguyễn chị nói chị cặp rồi phải không mấy đứa? Rồi, ok, có nhân viên qua em inbox nha, chị Bình Minh. Inbox cho chị Bình Minh chị chuyển khoản nha. Rồi cái này anh chị, đó. Thằng Đạt lấy thêm một cái điện thoại nữa con, làm cho cái chị Bình Minh đi. Rồi hai cái này em bán cho anh chị mình với giá là 90.000. Cho em mã 90 anh chị, 90.000 nha. Cùng quê hả chị? Rồi ok, em chào chị. 90. 90 em chốt. Cảm ơn chị Hồ như xưa nha. Rồi 90 em chốt cho anh Quang. Không, ô cái đó tôi 300.000 mà con. Cái đó đưa con cắt. Rồi em lên cái bộ này cho anh chị mình. Bộ này em có 8 cái ly cái bình nha. Bộ này là một bộ trúc mộc nè anh chị, 8 cái ly một cái bình cực đẹp nha. Đĩa đen nha chị, em cũng biết nó nhiều lắm, cái gì cũng có nhưng mà bây giờ hàng nó nằm lung tung quá chị. Rồi cái này đó. Này con chuyển khoản cho hai Lê nè. Con in cho Bình Minh nè. Hoa Thị Nguyễn, Phúc Quang Lưu. Phúc Quang Lưu là có số điện thoại á. Rồi bộ này anh chị, đó, cái bộ này em bán cho anh chị mình 500.000. Cho em cái bộ này mã 500. Mã 500 nha anh chị, 500.000. Cho em cái bộ này mã 500. Chị sao em nói chị nói. Em ở Bình Định mà. Rồi 500.000.
cho em cái bộ này mã 500 nha anh chị, 500 ngàn cực đẹp luôn. Cho em bộ này mã 500, 8 cái ly trúc nha anh chị, một cái bình nha. Bộ này hàng mới full hộp 500 ngàn. Mã 500. Đĩa đẹp đó. Dạ em ở Hoài Nhơn Bình Định chị ơi, một cái đĩa nha, đĩa này em bán cho anh chị mình 450 anh chị, 450 nha, một cái đĩa xưa Otani xưa giác vàng, này là 24 450 ngàn. Rồi em cảm ơn anh Hiệp nha, 450 nha anh chị, 450 cho em cái đĩa này mã 450, 450 ngàn anh chị, 450 mã 450. Rồi đây hai cái tô mọc to đùng luôn anh chị, mọc truyện nha, hai cái này em bán cho anh chị mình 200 ngàn, cho em hai cái tô mọc này mã 200. Này là đường kính là 18 năm anh chị, 18 năm nha, cao là 9. Cho em hai cái tô mọc này mã 200. Mã 200 nha anh chị, 200 ngàn. Chấm chấm bài giúp em nha anh chị, chấm chấm cho khỏi ẩn tương tác giúp em nha. Rồi. Một cái đĩa này 10k anh chị, cho em mã 10. 10k nha, một cái đĩa xưa, cho em cái đĩa này mã 10. Mã 10 em chốt tranh qua. Rồi anh Hiệp đo mình sao nha, chị Quỳnh Hương mình sao. Rồi cái này em bán cho anh chị mình 35k. Cho em mã 35. Cho em mã 35 nha anh chị, 35. Cả nhà mình sao hết nha. Ba mươi lăm em chốt cho chị Nguyễn Thành. Rồi hai cái ly pha lê anh chị, hai cái ly pha lê này em bán cho anh chị mình 25k, cho em mã 25. Hai cái ly pha lê 25k. Rồi ba cái bát 60 ngàn, cho em ba cái bát này mã 60. 60 nha anh chị, 60 nha, cho em mã 60. 25 em chốt cho anh ta, 25 chốt cho anh Hiệp đo. Rồi ba cái bát 60 nha anh chị, cho em mã 60. Ba cái bát 60 ngàn. Mã 60. Rồi hai cái ly nè anh chị. Đó. Hai cái ly này em bán cho anh chị mình 60, em chốt cho Phúc Vân Lưu nha. Chị dùng cái trước nữa. Rồi ok chị. Mấy bữa em dùng cái thước mà cái thước kia nó bị lạc ở đâu á. Rồi hai cái này em bán 30 ngàn, cho em mã 30. 30 ngàn anh chị, cho em mã 30 nha. 30. 30 em chốt cho chị Huỳnh Hương, Hồ Thị Sương, chị nhà mình có. Ừ, bên chị có nha chị Hồ, Hồ Thị Sương. Rồi cái này em bán cho anh chị mình 50 ngàn, cho em mã 50. 12 cô tiên em bán là 150 nha chị. Năm chục ngàn, cho em cái này mã 50 anh chị, cực đẹp nha. 50 ngàn chốt cho Nguyễn Hải. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái này em bán cho anh chị mình với giá là 80 ngàn anh chị. Có một cái đĩa, ba cái đĩa này, ba cái đĩa lam ngũ sắc nha. 80 cho em mã 80. 80 ngàn chị, cho em mã 80. 80 em chốt cho chị Quỳnh Hương. Rồi hai cái bát chị Văn Lê mình sao nha. Hai cái này em bán cho anh chị mình 70 ngàn, em mã 70. 70 ngàn nha anh chị, 70 nha. Cho em
hả, 70 này nha anh chị, tô nha, đó tô. Rồi cái này có 6-7 cái nè anh chị. Này là rồng đẹp nha, cái này là mẫu rồng xưa rất là đẹp. Con lấy cái hộp 12 cô tiêu, 12 cô giáp rồi đó. Đây, cái này em bán cho anh chị mình với giá là em có 2, 4, 6, 7. Có một cái nó hơi tóc ở trong một tí xíu, có một cái đường nhỏ nha. Đó. Rồi còn lại là làm hết 6 cái này là đẹp nha. Rồi em bán rỉ cho anh chị mình 70.000 một cái thôi. Cái này là hàng đẹp chứ không phải là hàng kia thì em bán có 40.000 nha, mà cái này là hàng đẹp. 70.000, 7 nhân 6 4 4 2, với một cái này là 30.000. Là 450. 450 nha. Của chị Hải Lê, 70 chốt cho chị Hải Lê, nhưng mà chị Hải Lê cọc tiền giúp em nha chị. Chị Hải Lê cọc, chị cọc rồi được mua bức tranh. Trâm Nguyễn cặp bên đầu không? Trâm Nguyễn Trúc Quyên Lưu là cặp rầu không? Rồi nè, cặp rồi nè. Đó, cặp cặp bao nhiêu là báo chị luôn rồi. Rồi ai chờ cặp nữa? Trâm Nguyễn hả? Trâm Nguyễn cặp rồi nè. Rồi, rồi ai nữa? Rồi rồi cái này là Trâm Nguyễn Thị em cặp rồi có được. Dạ được nha chị, chị cặp rồi là chị mua vô tư nha, chị cặp rồi là chị mua hàng vô tư. Rồi cái này là em bán 70.000 một cái, 70.000 một cái nha. Anh chị nào mình lấy hết là 450 nha, còn nếu mà anh chị nào mình lấy ít thì mình chia ra là 70.000. Rồi em chốt 140 là cho chị Trâm Nguyễn này hai cái này. 1.4. Rồi cái này anh chị nào mình lấy em, anh Hai Lê mình lấy mấy cái báo em nha. Hai Lê mình cặp giúp em đi, rồi mình chốt mấy cái báo em. Rồi cái này em qua mã đây. Rồi em lên một cái bình đồng này anh chị, đó một cái bình trà bằng đồng nha. Hai Lê lấy hai cái. Hai Lê vui lòng cặp giúp em nha anh Hai Lê, vui lòng cặp giúp em mới chốt tiếp được cho mình nha. Rồi cái bình ly này là ly đồng. Rồi cái bình này, bộ bình này 4 cái ly và một cái bình. Bộ này chị ơi có bộ bình tự. Có nha chị. Đó. Bộ này em bán cho anh chị mình 700.000, cho em cái bộ này mã 700. Lấy cái bộ cô tiên với 12 con giáp, 12 cô tiên chỗ kia đi con. Trên em chốt cho anh Tăng Trần cực đẹp nha. Rồi em cảm ơn anh Tăng Trần một. Rồi em chốt cho anh Hai Lê một bộ, cho anh Tăng Trần một bộ nha. Rồi ok, em nhận được tiền rồi nha anh Phúc Vân Lưu, em cảm ơn. Ghi một bộ nữa, lấy một bộ đồng nữa con, mình có hai bộ. Rồi hai cái tô mộc nè anh chị, 60 cho em mã 60. 60.000 nha anh chị, 60 nha, cho em hai cái này mã 60. 30.000 đồng một cái. Hai cái 60. Cho em mã 60 anh chị. Rồi em cho chị Tịnh Tâm, rồi một cái mọc nha, hai cái. Ba cái, bốn cái. Đó, bốn cái mọc nha. Bốn cái này em bán cho anh chị mình 40.000 đồng một cái, bốn cái là 160. 60 em chốt cho chị Tố Hồng, em cảm ơn chị Tố Hồng nha. 4 cái là 160 cho em mã 160. Ở trong cái hộp để tí nữa Thím lấy cho 160.000. À, cái hộp 12 con giáp á, cái hộp một chồng ở ngoài kia này. 160.000 em chốt cho chị Oan Lương. Cảm ơn chị Oan Lương nha. Rồi cái này anh chị một cái tô, một cái tô hũ sắt nha. Tô này em bán cho anh chị mình 120. Mã 120. 120.000 mã 120. Rồi, em chào mời xe đậm nha. Đó. 120 em chốt cho anh Quang. Đây anh chị. Đó.
Cái này hàng xưa nha, em bán cho anh chị mình 30k. Đây mã 30. 30.000. Mã 30 nha anh chị, 30. Ừ đúng rồi. 30.000, cái này rồng xưa này, 30 em chốt cho anh Quang. Cảm ơn anh Quang nha. Rồi cái này anh chị, một cái nồi và một cái bát. Cái này em bán cho anh chị mình 50.000. Cho em mã 50. Lấy một bộ khác nữa con. Bình gỗ sơn lên trên đó. Nó nhiều quá em chưa vô phía trong em lấy được á anh. Rồi cái này 50 em chốt cho MC đầm. Rồi em cảm ơn nha. Rồi cái này là 12 con giáp này. Đó. Tí xỉu dần mèo thiền tị ngọ mùi thân dậu tất hợi nha. Cái này bộ này là em bán 150 nè. Nãy ai hỏi em ta 150 nha, 12 cái ly bạc hoa 150.000 cho em cái bộ này mã 150. Cái này mình còn mấy hộp, đem ra đi con, đem ra coi thử mình còn mấy hộp cô tiên, mấy hộp và bắt hoa. Rồi chị như em ạ, chị Hồ Thị Sương. Rồi con cứ ghi đi, con cứ ghi đi. Rồi ok. Rồi cái này em sẽ ghi từ trên xuống dưới nha. Em ghi đầu tiên em ghi cho chị Tố Như Sương, chị Tố Như Sương vui lòng chuyển khoản giúp em đi. Rồi em chốt tiếp cho mình nha. Rồi em sẽ ghi cho người tiếp theo. Rồi cái này nè anh chị nha. Cái này là 12 cô tiên này. 12 cô tiên này em cũng bán 150 nha. 150. Em chốt cho cả nhà nha. Rồi em cảm ơn. Có nhân viên của em sẽ ghi từ trên xuống dưới. Em kiểm tra kho còn bao nhiêu bộ thì em sẽ chốt từ trên xuống dưới. Nhưng mà anh chị mình thông cảm nha. Nhưng mà em nghĩ chắc có nhiều quá, còn nhiều nha anh chị. Rồi cái này là 12 cô tiên. Bộ này em cũng bán 150.000. Cho em cái bộ này mã 15. Rồi cho em cái bộ này mã 15. Rồi em chào anh Quang Trung. Rồi bộ này là cho em cái bộ này mã 15 anh chị, mã 15 nha. Bộ này là mã 15. 150.000, 12 cô tiên cho em bộ này mã 15 con. Dạ đúng rồi, đồ đúng rồi, đồ gốm tiễn. Em hai bộ rồi ok. Linh Lương. Có mấy cái đó phải không? Rồi. Rồi ok, em chốt cho chị Huỳnh Hương này. Cảm ơn em Huỳnh Hương nha, chị Văn Thu. Rồi cái này đĩa nè anh chị, đĩa này rất là đẹp nha. Bộ này hàng của Narumi. Bộ này năm cái đĩa này em bán cho anh chị mình với giá là 180.000. Hàng của Narumi cực đẹp anh chị, 180 cho em mã 180. Cái này là 20 nha. 180.000 anh chị cho em cái đĩa này mã 180. Ok, cho cái số điện cho số tài khoản của chị Hồ Thị Sương đi em. Rồi 180.000 cái bộ này nha anh chị, cực đẹp nha. Mã 180 anh chị, 180. Này con. Mã 180. Rồi em lên cái bộ này anh chị đó. Bộ này là bộ 18 cộng nha anh chị, 18 cộng, ở trong là 18 cộng nha. Đó, 18 cộng. Bộ này em bán 500.000 nha anh chị. Bộ này là 6 cái ly, một cái bình. 500.000 một bộ 18 cộng. Cho em cái bộ này mã 500. 5 cái 6 cái ly một cái bình. Cho em hai bình đó. Ok chị. Rồi cái bộ này là 18 cộng này là em bán 500.000 cái bộ chim hót nha. Cái bộ này là bộ chim hót. 18 cộng cho em mã 500 anh chị. Cho em cái bộ đó mã 500. Mã 500 nha. Rồi em lên cái bộ tâm thái nè anh chị.
Nãy anh chị nào mình mua tâm thái á, bây giờ mình mua hai cái này nữa là mình gộp vô thành bộ này. Hai cái này em bán 100.000 nha, cho em mã 100. Một cây bắc lam 30, cho em mã 30. Cho em số tài khoản chị yêu chị. Rồi ok chị Văn Thu, Văn Thu 18 cộng 5 cân. Chị Văn Thu ơi, vui lòng chuyển khoản giúp em nha chị. Nha. Chị Văn Thu vui lòng chuyển khoản giúp em. Văn Thu. Rồi cái này là em bán ha. Rồi 100 là em chốt cho chị. Chị Ngô Huỳnh Ngàn này. Rồi, 100 là em chốt cho chị Ngô Huỳnh Ngàn này con. Rồi cái này là 30.000. 30.000 là chốt cho chị, cho anh Quang. Rồi. Ai em lên một bộ trà Long Ẩn cho anh chị mình nha. Đây anh chị đó. Một bộ Long Ẩn nha. Thì em chốt cho chị mà. Không, chị Tình Tâm mình sau, chị Ngô Quỳnh Ngàn mình trước. Rồi cái bộ này chị, bộ này 6 cái ly, một cái đĩa và một cái đĩa nha. Cái này biệt đồng hết nha, còn một cái biệt đồng mình đã lấy qua. Rồi bộ này em bán cho anh chị mình 700.000. Biệt đồng hết nha anh chị, biệt đồng hết nha, ly cũng biệt đồng. Em sẽ bỏ cái đĩa biệt đồng cho mình luôn. Bộ này. Rồi bộ này em bán 700 nha anh chị, cho em cái bộ này mã 700. 6 cái ly Long Ẩn, em sẽ bỏ cho mình một cái dầm trà biệt đồng nha. Cái dầm này là không biệt đồng, nhưng mà anh chị nào mình mua thì em sẽ thế một cái dầm biệt đồng cho anh chị mình. Rồi. Rồi cái này là 700. Rồi một cái đĩa xà cừ 40, cho em cái đĩa này mã 40 anh chị, 40.000 nha. 40.000 một cái đĩa xà cừ rất là đẹp, trên cái đĩa xà cừ nó mã 40. Đó. Anh chị đó. Một cái set này em bán cho anh chị mình một cái set với ba cái đĩa này. Em bán cho anh chị mình. Chị được nha, chị có nha, nhưng mà anh chị mình chuyển khoản giúp em. Chuyển khoản chứ anh chị mình khách mới mình cặp giúp em nha anh chị. Rồi, một cái xét ly với ba cái đĩa này em bán cho anh chị mình với giá là 110.000, cho em mã 110 nha. 110.000 nha anh chị, cho em mã 110. Có nhân viên của em ghi hết, nhưng mà anh chị nào mình khách mới mình vui lòng mình chuyển khoản giúp em mới chốt tiếp được cho mình nha anh chị. 110 mã 110, 110.000 mã 110. Rồi 5 cái ly 30.000 anh chị, cho em mã 30. 30.000 5 cái ly nha, cho em 5 cái ly này mã 30. 30.000 mã 30 nha. 30 em chết chốt cho Sen Vũ. Bình rượu mình rót á, con lấy cho hai cái bình rót, cái hộp bình rót cho nè. Rồi ok chị. Rồi một cái bắt mọc nè anh chị đó. Chị Sen Vũ ơi, vui lòng chuyển khoản giúp em nha, khách mới mình cọc giúp em 300 hoặc 500.000 đi, con ghi cho 10 xe đậm đi. Rồi cái này em bán 30, cho em mã 03. Mã 03 anh chị, cho em mã 03. Rồi. Ở trong hộp có con. Chị khách cũ mà có mua. À ok chị. Rồi ok chị. Cảm ơn chị. Rồi 30.000. 03 em chốt cho chị MC đậm nha. Cảm ơn chị. Rồi cái này đó. Này một cái bình cũ nha. Rồi vào inbox cho chị Bình Minh đi em. Chị Bình Minh đi, chuyển khoản chị chuyển khoản mà. Rồi bên em nhân viên số tài khoản nào để gửi. Ok chị Lon Vỏ này, chuyển cho chị Lon Vỏ luôn em.
Rồi để có nhân viên qua em làm việc với chị nha. Rồi cái bình này em bán cho anh chị mình 480 nha anh chị. 480.000 cái bình cũ của Tàu nha. 480 ở dưới là chữ Quang, một cái bình rượu rất là đẹp. 480.000 anh chị cho em cái bình này mã 480. 500.000, 550 mà hôm nay em sale là 480 này. 480 em chốt cho chị Nguyễn Thùy. Em cảm ơn chị Nguyễn Thùy nha. Rồi. Lấy một cái cho chị Hai Lê con, còn một cái nữa. Rồi ok, em cảm ơn cả nhà mình. Rồi một cái bình này, một cái bình lớn nha. Bình này là bình to cực kỳ luôn. Để em đo cái bình này cho anh chị mình. Đây. Bình này là cao là 28 nha anh chị, 28 nha. Bình này em bán cho anh chị mình. Thôi cái bình này em bán rỉ cho anh chị mình với giá là 650 đi. 650.000 nha anh chị, cho em cái bình này mã 650. 650.000. Một cái bình cực to nha, cho em cái bình này mã 650 em chốt cho chị Nguyễn Thủy. Em cảm ơn chị Nguyễn Thủy nha. Rồi em cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Đây em lên ba cái ly xưa nha. À cái đó để em coi thử hình như hết rồi sao, để em coi thử nếu còn thì em sẽ chốt cho chị Hai Lê. Ủa chị Hai Lê chưa chuyển khoản hết ta? Chuyển khoản giúp em nha chị Hai Lê ơi. Anh Hai Lê ơi, chuyển khoản là em mới chốt được cho anh nha. Anh không chuyển khoản là em chưa chuyển khoản là em chưa chốt được cho anh nha. Rồi cái bình này anh chị, bình này là em bán cho anh chị mình 500.000 nha. Cho em cái bình này mã 500. Mã 500 nha anh chị, 500.000. Cho em cái bình này mã 500. Rồi. Đây, ba cái chén đẹp cực kỳ luôn, ba cái này em bán 60.000. Cho em ba cái chén này mã 60. Từ. 60 anh chị, 60.000 nha. Cho em mã 60 anh chị, 60.000. 20.000 một cái cực kỳ đẹp. Cho em mã 60. 60.000. Rồi ba cái này. Chấm bài giúp em nha. Cho em bình màu đỏ hạt hồng nha. Chị cần nhớ bộ luôn. Bình màu đỏ hạt hồng á, để em coi thử chứ. Rồi. Ba cái này anh chị, ba cái này em bán cho anh chị mình. Đây anh chị cực đẹp nha. Ba cái này em bán cho anh chị mình 70.000, cho em mã 70. 70. Vui lòng chuyển khoản trước em nha anh. 60 là cái gì chốt cho anh Kim Nguyễn. Anh Kim Nguyễn chuyển khoản cho ta. Nể anh nói thích chủ. Rồi ok. 70 em chốt cho anh Phúc Văn Lưu. Rồi em cảm ơn anh chị Minh nha. Rồi ok chị Bình Minh, chị biểu vào inbox cho chị đó em. Rồi cái này anh chị đó, em ghim cái số tài khoản luôn đi em, ghim cái số tài khoản luôn cho rồi. Rồi cái này anh chị, hai cái này em bán cho anh chị mình 80.000 nha. Cho em mã 80. 80.000 anh chị, 80. Cho em cái này mã 80 anh chị, 80. Cực đẹp nha. Hai cái mộc 80 mã 80 anh chị. 80.000. Mã 80 anh cho chị Tịnh Tâm. Rồi ba cái bát ngũ sắc nha anh chị. Đó, ba cái bát ngũ sắc xưa. Anh sao nha anh sao mà. Rồi cái này anh chị đó. Anh chuyển khoản giúp em nha anh. Anh thoát ra anh chuyển khoản giúp em nha. Rồi ba cái này anh chị đó. Anh cọc giúp em 500.000 đi. Rồi ba cái bát này em bán 150.000. Cho em mã 150. 150.000 ba cái bát ngũ sắc xưa nha anh chị. 150. Mã 150 cực đẹp luôn nè anh chị. 150.000.
150 em chốt cho anh Quang. Em cảm ơn anh Quang nhiều nha. Rồi đây anh chị, chị Hình Hương mình sao rồi, anh cho chị Tuyết Hạnh. Rồi ba cái này em bán cho anh chị mình 50.000 nha. Cho em cái này mã 50 anh chị, 50.000 cho em mã 50. 50.000 ba cái bắt mọc nè anh chị. Em chào Tôm Tôm, em chào chị Tình Tâm nha. 50 mã 50. Rồi một cái này hàng của anh Linh, hàng của anh Linh nha. Em bán cho anh chị mình 150, cực mới chưa qua sử dụng nha anh chị. 150 cho em cái này mã 150. 150.000 một cái đĩa này, một cái đĩa quay của anh Linh nha anh chị, của anh rất là mới. 150 mã 150, mã 150 nha anh chị. 150.000 mã 150. Ôi trời, dạ để từ từ chị cho cái số tiền địa chỉ sau đi chị nha, em cảm ơn chị. Rồi cái này anh chị, cái này em bán 40 nha, cho em mã 40. Em cảm ơn chị nhiều. 40.000 anh chị, 40.000 rất là đẹp nha. Cho em cái này mã 40, anh chị nào mà thích thì cho em mã 40. Chị xem lại ba chén 150. 150 là anh Quang trước nha, mày tới Trúc Nguyên Lưu, mày tới chị Hình Hương, mày tới Tịnh Tâm. Rồi 40 em chốt cho anh Nhân Thái. Rồi cái này 20.000, Thí Hồng là anh chị, 20.000 cho em mã 20. Một cái ly Thí Hồng, em chào anh Nhân Thái nha. Rồi chốt cho anh Nguyễn Quanh Qua. Rồi ba cái mọc cực đẹp nha anh chị, ba cái mọc này em bán cho anh chị mình 70.000, ba cái đĩa mọc nha, 70 cho em mã 70. 70.000 anh chị, cho em ba cái mọc này mã 70 nha, mã 70. Rồi đĩa ngũ sắc nha anh chị, đĩa trong đĩa ngoài nha, 70 em chốt cho chị Văn Lê, cảm ơn chị. Rồi ba cái mọc này em bán cho anh chị mình với giá là 120, mã 120 chị Sương mình sau nha chị. 120.000 anh chị, mã 120 nha. 120.000 mã 120. Một trăm hai em chốt cho anh Nhân Thái, cảm ơn anh Nhân Thái nha. Rồi em lên một cái bộ mọc này xinh lắm nè anh chị, đó cái bộ này nha, đó một cái bộ mọc con thoái nè anh chị, chuyện này cực đẹp nha. Dạ có nha chị Hạnh. Rồi bộ này anh chị, bộ này là em có 5 cái chén nha, chấm vào một cái bát nha. Rồi bộ này em bán cho anh chị mình với giá là rất là đẹp, 200.000 cho em mã 200.000 nha, cho em cái bộ này mã 200 anh chị, nguyên một bộ tam thái xưa, coi cái chuyện đó này anh chị, 200 nha. 200.000 em chốt cho anh Quang, anh Quang Trung mình sao rồi, chị Tiếp Hạnh mình sao nha. Rồi một cái này đó, hai lê mình sao đây, cái này cực đẹp, cái này em bán cho anh chị mình, rồi cái này anh chị đó, cái này em bán cho anh chị mình với giá là 180.000 cho em này mã 180 nha. 180.000 anh chị,
cho em cái này mã 180, cái này mình để mức mình để gì cũng được hết. Rồi 108 em chốt cho chị Sen Vũ ơi, chuyển khoản giúp em nha, chuyển khoản giúp em mới chốt cho mình Sen Vũ. Rồi chị mới chuyển thêm 1.300.000 trên nữa là 1.500.000 rồi nha. Ok chị Tăng Trần, cảm ơn chị nhiều nha, em cảm ơn. Rồi chuyển khoản giúp em nha, chuyển khoản, còn không là em chuyển cái này cho anh Nguyễn Hải. Rồi con này, cái này nếu mà chị không chuyển khoản thì con ghi qua cho anh Nguyễn Hải nha, con ghi Nguyễn Hải nha. Anh chị nào do em bán là em chuyển khoản nên anh chị mình thông cảm giúp em nha. Rồi hai cái bát xưa nè anh chị, đó em chuyển khoản luôn. Ok chị, rồi kim cái số tài khoản, chị chuyển khoản thì để qua cho chị con. Rồi cái này em bán cho anh chị mình hai cái bát này 50 nha anh chị, cho em mã 50. 50.000 hai cái bát xưa mình sưu tầm nha. 50 cho em mã 50. 50.000. Mã 50 anh chị. 50 em chốt cho chị hai lê. Rồi ba cái này anh chị đó, cái này hàng cực đẹp luôn, ba cái này bán cho anh chị mình với giá là 150.000, mã 150 anh chị, 150.000 nha, mã 150 xin Nguyễn mình sau rồi nha. Rồi 150 anh chị, 50.000 một cái nha, ba cái là 150, mã 150 giúp em, mã 150 nha. Ba cái đĩa cực đẹp, hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng. 150. Mã 150. Rồi cái này 1 nha, 2 3 4 5. Ồ, 5 cái đĩa xưa. Em bán bộ này cho anh chị mình. Bộ này em bán cho anh chị mình 200.000 nha anh chị, cho em mã 200. 200 em chốt cho chị Văn Lê, hai lê mình sao rồi, Quang Trung mình sao nha. Mạng của anh Quang Trung hôm nay hơi bị chậm rồi. Có nha chị, mình bông nhiều lắm. Rồi cái này anh chị, đó ba cái này 150 hồi nãy chốt cho ai con? Hả? Chưa chốt cho ai. Rồi 150 em chốt cho anh Nguyễn Hải. Rồi ba cái này em bán cho anh chị mình 70 anh chị. 70.000. Mã 70 nha anh chị, 70.000. Đưa đây con. 70 em chốt cho chị Tịnh Tâm. Rồi cảm ơn chị. Đây pha lê nha, một cái bình pha lê. Này là cao là 24 anh chị. Dòng bụng là 26 nha. Bình này em bán 550 nha anh chị, một cái bình pha lê. 550.000 anh chị, 550 nha anh chị. Cho em cái này mã 550. 550.000 từ từ bác sẽ chỉ. Anh chỗ xong rồi anh chị. Tại vì anh thông cảm, bên em do bên em rất là nhiều đơn anh chị nha, anh thông cảm giúp em. Rồi cái này là em bán 500.000 một cái bình pha lê rất là nặng nha. Đem cái bình này mã 500. Rồi một cái bình này nữa anh chị, bình này em bán cho anh chị mình. Thôi cái bình này em bán cho anh chị mình 450 đi. Này là cao là 28 anh chị nha, 450. 450.000 nha anh chị, 450. 450 nha. 450.000 đem mã 450. 450.
rồi. Ơ dạ thì em tạm thời em chốt cho anh đi nhiêu đó nha anh, còn nếu mà rồi anh chuyển khoản rồi em chốt tiếp, còn nếu mà anh không chuyển khoản thì em tạm thời em chốt cho anh đi nhiêu đó nha. Rồi cái này bốn cái nè anh chị, em chào tôm tôm nha, bốn cái này em bán cho anh chị mình bốn cái xưa nè anh chị, 110k cho em mã 110 nha, mã 110 nha anh chị, 110. Em chốt cho anh Quang Trung nắm nắm tí nha. Rồi cái này nó có một cái chấm nhỏ xíu nha đó, nên em bán rỉa cho anh chị mình 20.000 lam xưa nha, 20 cho em mã lỗi, mã lỗi một tí xíu xíu nha anh chị, cho em mã lỗi. Hai chục mã lỗi nha anh Quang Trung. Rồi một cái chuông pháp lam anh chị. Rồi mã lỗi chốt cho chị Tịnh Tâm rồi, cả nhà mình ghi sai mã rồi. 130 mã 130. 130 nha anh chị, cho em mã 130 nha. Một cái chuông pháp lam nha anh chị, 130.000. Mã 130. Rồi 130 em chốt cho chị Nguyễn Thế. Đây. Gần Tết rồi, bên em làm rất là nhanh nha, nên khi mà những anh chị mình khách cũ và khách mới cũng vậy nha anh chị, em làm đơn thì anh chị mình cố gắng mình chuyển khoản sớm giúp em, để trong một ngày là em sẽ đi hàng cho mình luôn nha. Tại vì ngày nào em cũng khui hàng, cũng đi đơn rất là nhiều, nên em cũng mong anh chị mình phối hợp giúp em. Tại vì gần tới Tết rồi, em không có giữ hàng của mình quá 3 ngày nha. Anh chị nào mà mình chuyển cặp cho em rồi tranh thủ nha, chứ em không có giữ quá 3 ngày nha anh chị. Rồi cái này là 27 anh chị, 17 nha, cao là 8.5. Chị em chào chị Loan Võ nha. Rồi một cái bát ngũ sắc nè anh chị, cái bát này em bán cho anh chị mình 200.000. Cho em mã 200, cực đẹp nha. Chị Hồ Quỳnh Sương chưa thấy số tài khoản con. Đã, chuyển qua cho chị Hồ Thị Sương đi con. Gửi tin nhắn không nhận được chị ơi. Vô coi tin nhắn giúp em nha chị Hồ Thị Sương. Rồi cái này em bán 200.000 anh chị, cho em cái tô này mã 200. Cực đẹp nha, cái tô này to nè anh chị, không phải nhỏ nha, cái này là tới 17 luôn á. Một cái tô ngũ sắc xưa của Nhật mà 200.000, cái giá rất là rẻ cho anh chị mình. 200.000 cho em cái tô đấy mã 200. Rồi một cái này. Cái này em bán cho anh chị mình 220 nè anh chị. Ok chị Tố Hồng, hàng của chị cũng mới mà, để em kiểm tra cho. Cái này 220.